Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 141. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía bờ sông đối diện, chỉ có bên kia vẫn chưa bị tìm kiếm, nhưng cho đến tận bây giờ, hễ là người đã từng đi qua đó thì đều chưa từng trở về. Vừa nói, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, hỏi lại lần nữa, cho nên, người chắc chắn muốn qua đó sao? Diệp Quân thầm nói, tiểu hồn, có cảm thấy nguy hiểm không? Tiểu hồn hào hứng nói, tiểu chủ, nếu tam kiếm không xuất hiện thì trong vũ trụ này ta vô địch, người muốn làm gì thì làm. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm. Bây giờ, tiểu hồn hơi khoác lác. Nhưng cũng bình thường, dù sao, bây giờ nó là đại đế. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Tĩnh Chiêu cô nương, ta muốn qua đó xem, nhưng, cô. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, người đi qua đó, ta cũng sẽ đi qua đó. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô cũng đã nói rồi đấy, rất nguy hiểm. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, không sao đâu. Diệp Quân trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói, vậy thì cùng đi đi. Nói xong, hẳn đi về phía cây cầu vòng phía xa xa, hẳn vẫn tin tưởng lời nói của tiểu hồn và tháp gia khác nhau, căn bản là không nói khoác, nếu như là tháp gia nói những lời đó, hẳn nhất định sẽ không bao giờ qua đó. Tháp gia không đáng tin lắm. Sau khi qua sông, hai người đi về phía xa, mà phía sau hai người, một số người đang dõi theo bọn họ, khi nhìn thấy bọn họ qua sông, những người đó đều vô cùng khiếp sợ. Một người đàn ông đầu chọc trong số đó nhìn chăm chăm vào Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù ngày hôm qua gã đã mắng tiểu đệ ở bên cạnh, nhưng kỳ thực, gã cũng đã từng có ý niệm xấu xa, không còn cách nào khác, bọn họ đều là những người vô cùng hung ác độc địa, những việc họ làm đều là mua bán giết người cướp của, người phụ nữ đó xinh đẹp như vậy, có người đàn ông nào nhìn thấy mà không động lòng chứ? Nhưng gã vẫn kiềm chế được bản thân. Mà vào lúc này, sau khi nhìn thấy hai người vậy mà lại dám qua sông, gã vô cùng sợ hãi, tia may mắn cuối cùng cũng không còn nữa. Những người còn lại cũng đều khiếp sợ không thôi. Nhưng chính vào lúc này, có một người đàn ông đi ra, cười nói, các vị, bọn họ đã dám qua sông, chúng ta cần gì phải sợ chứ? Mọi người nhìn về phía người đàn ông này, gã mặc một chiếc áo đen rất rộng lớn, nhìn qua vẫn còn trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, nhưng thực lực lại không thấp. Ít nhất cũng là cảnh giới thánh giả. Đây cũng là chuyện bình thường, người dám tới đây, đều không phải là kẻ yếu đuối. Thấy mọi người không có phản ứng gì, người đàn ông mỉm cười nói, các vị, bờ sông này đã được thăm dò không biết là bao nhiêu tỷ năm rồi, căn bản không có cơ duyên gì, tiếp tục tìm kiếm ở đây nữa chỉ là lãng phí thời gian thôi, muốn làm giàu, chỉ có thể qua sông, tục ngữ có câu, kẻ hèn nhát thì chết đói, kẻ to gan thì chết no, muốn giàu sang phú quý thì đi thôi. Vừa nói, gã vừa đi về hướng bờ sông. Trong sân, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ vẫn còn sợ hãi. Đùa à, ngoại trừ đại đế hễ là người qua sông đều không có ai trở về. Cho dù bên đó có thần vật, nhưng nếu không có mạng để dùng vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Rất nhiều người đều không dám đi theo sang, nhưng, cũng có một số người liều mạng. Một người đàn ông mặc áo gấm đột nhiên cười nói, bọn họ là người, chúng ta cũng là người. Bọn họ dám đi qua đó, tại sao chúng ta không dám đi qua đó, đi thôi. Nói rồi, gã vội vàng đi theo, chẳng mấy chốc, lại có thêm hai người nữa đi theo. Nhưng đại đa số mọi người vẫn đứng yên tại chỗ. Người đàn ông đầu chọc đó lắc đầu, con người. Mẹ kiếp, nếu sau lưng người ta vẫn còn có người thì sao? Có thể so sánh như vậy sao? Ngu ngốc. Bên kia sông, Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi về phía xa. Sau khi vượt qua sương mù dày đặc, một tòa thành bằng đồng hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Ở hai bên trước cổng thành, mỗi bên có 6 bức tượng đồng cầm giáo dài, tổng cộng là 12 tượng, những bức tượng đồng này cao lớn, điêu khắc rất sống động, giống như người thật vậy. Cổng thành mở rộng, bên trong có rất nhiều xương cốt, vô cùng âm u. Mà phía trên cổng thành có 3 chữ viết cổ xưa thần bí. Diệp Quân nhìn những tượng đồng trước cổng thành. Sau đó đi về phía trong thành, vào lúc này Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ở bên cạnh hắn cau mày lại, sức mạnh pháp tắc ở đây đã xảy ra thay đổi. Diệp Quân nhẹ nhàng gật đầu, mà chính vào lúc hai người đi đến trước cổng thành, lúc này, sâu bên trong cổng, một giọng nói cổ xưa đột nhiên tràn tới như nước lũ, quỳ xuống. Trong khoảnh khắc,
những người phía sau Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quỳ xuống ngay tại chỗ, trong nháy mắt biến thành xương chằng. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh Diệp Quân nắm chặt hai tay lại, thân thể run rẩy, dường như đang chống cự lại một sức mạnh đáng sợ nào đó. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên kéo lấy tay cô ta, khoảnh khắc Diệp Quân nắm lấy tay của cô ta, sức mạnh bao phủ quanh người cô ta đột nhiên biến mất không dấu vết. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hơi khó tin. Diệp Quân kéo cô ta lao về phía cổng thành, ở cổng thành xương trắng chất thành núi, khi bọn họ đạp lên xương trắng đi vào trong thành, giọng nói cổ xưa đó lại vang lên, người vào thành thánh, không quỳ xuống, sẽ chết. Trong phút chốc, vô số sức mạnh pháp tắc thần bí đáng sợ trong thiên địa như những làn sóng tầng tầng lớp lớp dồn về phía Diệp Quân. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bị nghiền ép. Sắc mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu thay đổi trong nháy mắt, nhưng một giây sau, khi sức mạnh đó dựa gần về phía cô ta và Diệp Quân lại biến mất không có tiếng động nào, tất cả đạo pháp không thể nào áp dụng vào người. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, hơi nghi ngờ, không phải hắn không có tu vi sao? Diệp Quân im lặng, sở dĩ những đạo pháp đó không thể áp dụng lên người hắn, dĩ nhiên là vì kiếm Thanh Huyên, phải biết rằng, trong cơ thể hắn có thể chứa một thanh kiếm đại đế. Đếm chính vào lúc này, sâu trong thành có một âm thanh hơi kinh ngạc truyền đến, không được sự cho phép của tộc ta, tại sao các ngươi có thể thành đế? Diệp Quân kéo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu về phía thành, nói như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ là cô của ta đã mở cửa sau cho tai. Giọng nói đó thốt lên giận dữ, cô của ngươi đáng chết. Vèo, bầu trời nứt ra, trong lúc bất ngờ, Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu còn chưa kịp phản ứng lại. Một thanh kiếm đã rơi xuống vực sâu của tòa thành cổ. A! À, một tiếng thét thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên từ trong thành, sắc sược, tại sao ngươi dám bất kính với ta? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ở bên cạnh Diệp Quân quay đầu nhìn hẳn, ai ra tay vậy? Diệp Quân không nói gì chỉ giơ hai ngón tay lên chỉ lên trên. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quân vô thức kéo tay cô ta, đi vào bên trong, đi thôi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, nguy hiểm. Diệp Quân nói, đã thông quan rồi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quân nhìn nội thành sâu thẳm ở nơi xa, trong lòng hơi nghi ngờ. Vì sao lúc đầu Phản Chiêu Đế gây hấn với cô 5 lần 7 lượt như vậy, cô vẫn không ra tay? Vì hẳn phát hiện, từ khi biết cô tới nay, bất cứ ai khiêu khích cô, kết cục đều rất thảm, ngoài Phản Chiêu Đế. Hạ ẩn càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc này, âm thanh ở chỗ sâu trong thành lại vang lên, ai, ngươi là ai? Âm thanh đã không cao ngạo như trước, mà mang theo một tia kinh hoàng. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, đi thôi. Nói rồi, hắn kéo Phản Chiêu Đế đi ra xa, từ dưới chân bọn họ tới tận cùng xa xôi, đều là xương trắng lát đường, cao tới hàng trượng. Hiển nhiên, những thứ này đều là người đi vào tìm kiếm di tích Toại Minh, nhưng đã chết ở đây. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn những đoạn xương trà hoàng trước. Mắt, mày nhíu chặt lại. Ánh mắt Diệp Quân rơi vào chỗ cuối tầm nhìn, ở đó có một ngai vàng bằng đồng đen, có một người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen đứng trước ngai vàng, lúc này, một thanh kiếm quen thuộc đang cầm vào đỉnh đầu của người đàn ông. Kiếm hành đạo. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen cao hàng trượng, cực kỳ cao lớn, trong tay nắm một cây giáo đồng đen, khí khái không tầm thường, nhưng lúc này, trên mặt của gã lại đầy sợ hãi. Bây giờ, gã nhìn thấy Diệp Quân, cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cây giáo trong tay khẽ run rẩy. Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi tới trước mặt người đàn ông, vì chiều cao của đối phương, do đó, hẳn phải ngẩng lên nhìn đối phương. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn Diệp Quân, mặc dù trong lòng hơi sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn hung hăng vênh váo, ngươi dám không tôn trọng ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi! Diệp Quân đưa tay phải ra, khẽ đè, quỳ xuống. Kiếm hành đạo run nhẹ, phịch, người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen không có tí sức phản kháng nào, quỳ xuống trước mặt Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen vô cùng tức giận, còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Quân bỗng nói thêm câu nữa, chết luôn. Thấy ánh mắt bình tĩnh không có cảm xúc của Diệp Quân, người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen lập tức hơi sởn tóc gáy, không dám nói nữa. Gã không sợ cường giả đỉnh cấp. Vì nếu là cường giả đỉnh cấp nhất thế gian thì đã biết thân phận của gã, ắt không dám bất kính với hẳn, nhưng gã sợ loại liều lĩnh này, có tí thực lực, có tí kiến thức, nhưng không nhiều, mà gan còn to hơn trời, tùy hứng buông thả.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân nhìn người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen, ta hỏi, người đáp. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, ngươi là ai? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen im lặng. Sát ý trong mắt Diệp Quân dâng trào, đưa ngón tay ra, người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen thấy vậy, vội nói, nền văn minh toại minh, thị vệ cấp cao của hoàng gia. Diệp Quân cau mày, ngươi chỉ là một thị vệ, vì sao phải khoa trương như vậy? Thị vệ cái gì? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen phân nộ nói, ta là người của nền văn minh toại minh, ngươi biết không? Diệp Quân lắc đầu, không biết nhiều. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen phẫn nộ căm giận vô cùng, trong lòng tức giận nói, dế nhũi. Diệp Quân nói, vừa nãy ngươi nói, không có sự cho phép của gia tộc nhà ngươi, sao thế gian này có đại đế được? Câu này của ngươi có ý gì? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn hẳn, không nói gì. Diệp Quân nói, tiểu đạo, tiêu diệt hắn. Kiếm hành đạo khẽ run lên, người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen lập tức sợ tới hồn bay phách lạc. Vội nói, người thành đế ở thế gian này, đều là do nên văn minh toại minh ta giúp đấy. Nghe thấy người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nói, hai mắt đệ nhất tĩnh chiêu híp lại, tim lập tức đập loạn xạ không ngừng. Diệp Quân ngăn kiếm hành đạo lại, cau mày, đại đế của nền văn minh vũ trụ này, đều do nền văn minh toại minh chỗ ngươi giúp mới thành công à. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen gật đầu, phải. Diệp Quân trầm giọng nói rõ đi. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn Diệp Quân, hơi sợ hãi, chần chừ một lát mới nói, 70 tỷ năm trước, vũ trụ này do nền văn minh toại minh ta quản lý, về sau do vài cơ duyên đặc biệt, nền văn minh toại minh ta di rời cả nền văn minh, đi tới cựu thổ trong truyền thuyết, còn chiến đấu ở cựu thổ cả trăm ngàn năm, cuối cùng dừng chân ở cựu thổ, cùng xây dựng một nền văn minh hoàn toàn mới với hai nền văn minh khác, nhưng đối với vũ trụ văn minh mà chúng ta từng ở này, chúng ta không bỏ rơi hoàn toàn. Có điều, chúng a chỉ cho phép người yêu nghiệt nhất thế giới này đi tới cựu thổ, còn ta chính là người tiếp đón. Hai mắt Diệp Quân hơi híp lại, người yêu nghiệt nhất. Đại đế. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nói, không phải đại đế, hễ là người có thể quỳ từ bên ngoài vào trong này, thì đều phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta sẽ giúp hẳn thành đế. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, đại đế là run rế trong nền văn minh toại minh của các người à. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen lắc đầu, tất nhiên không phải, bên chỗ chúng ta, đại đế cũng là cường giả đỉnh cấp nhất. Diệp Quân gật đầu, còn may, sức chiến đấu chưa nát. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen. Đệ nhất tĩnh chiêu đột nhiên nói, những đại đế sau này thì sao? Đều tới nền văn minh toại minh à. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen trầm giọng nói, có người đi rồi, có người thì chọn nuốt lời không đi. Đệ nhất tĩnh chiêu lại hỏi. Người không đi, các người đối xử thế nào? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen cười khẩy, tất nhiên là giết rồi. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen, đại đế, chắc không dễ giết đâu nhỉ. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn đệ nhất tĩnh chiêu, cau mày, ngươi là ai, nói nhiều như vậy làm gì? Diệp Quân nói, cô ấy đi cùng ta. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quân, không nói gì. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen hừ một tiếng, sau đó nói, nếu muốn thành đế, tất nhiên không dễ như vậy, trước khi chúng ta giúp bọn họ, sẽ rút từng hồn từng phách của bọn họ, nếu sau khi bọn họ thành đế mà dám hối hận, chúng ta sẽ tiêu diệt hết. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, sắc mặt đệ nhất tĩnh chiêu cũng hơi khó coi, cô ta không ngờ, những đại đế leo lên đỉnh của vũ trụ này, lại đều là con rối của người ta. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen đột nhiên nhìn Diệp Quân. Rất tò mò nói, ngươi thành đế như thế nào? Diệp Quân bình tĩnh nói, tu hành đúng lúc, tất nhiên sẽ đột phá rồi. Không thể nào. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen lập tức gấp gáp, thời cơ thành đế ở thế gian này đều đã bị niêm phong, nếu không có gia tộc A trợ giúp, căn bản không thể thành đế. Diệp Quân hỏi, thời cơ gì? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen không nói gì. Diệp Quân nói, tiểu đạo. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen vội nói, cái gọi là thời cơ thành đế chính là đế nguyên, đây là một loại linh khí đặc biệt, lúc đầu khi gia tộc ta rời đi, đã mang hết đế nguyên của vũ trụ này đi rồi. Nói tới đây, dường như gã nghĩ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi nói, ngươi là đại đế xây dựng đạo thống đại đạo trong truyền thuyết,
căn bản không cần dựa vào đế nguyên để thăng cấp, chuyện này sao có thể? Diệp Quân cau mày, hai người có khác biệt à? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng sợ hãi vô cùng, đây. Tất nhiên là có khác biệt rồi, dựa vào đế nguyên để thành đại đế, thường không xây dựng đạo thống của mình được, loại đại đế này, mặc dù cũng là cường giả vô song của thế gian, nhưng không có đạo thống chống đỡ, thuộc loại phó mặc số phận, mặc dù cũng mạnh, nhưng, giới hạn đã ở đó rồi. Còn đại đế xây dựng được đạo thống thì không giống, bọn họ có đại đạo hoàn chỉnh của mình, hơn nữa, đại đạo này không giống với đại đạo của người khác, không chỉ vậy, còn có hàng tỷ người đang tuân theo đạo của hắn, tin tưởng vào đạo của hắn. Loại như hắn thì hoàn toàn không có giới hạn. Nói tới đây, âm thanh của gã đã có chút sợ hãi, gã không ngờ lại gặp một nhân vật khủng bố như vậy ở đây. Diệp Quân im lặng. Khoảnh khắc này, hắn còn nghĩ tới một người, đó chính là Phản Chiêu Đế, người phụ nữ này đi tới một vũ trụ nào, đều có thể hấp thu ác niệm của vũ trụ ấy. Ác đạo. Loại này cũng rất biến thái. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ở một bên bỗng hát loại đại đế này thế nào? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn Diệp Quân, trầm giọng nói, đại đế không xây dựng được đạo thống, là đại đế bình thường, còn đại đế xây dựng được đạo thống, là đạo thêm đế, cũng chính là thượng đế. Thượng đế. Biểu cảm Diệp Quân không đổi. Mà lúc này, người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen lại nói, có điều, sau này khi chúng ta đã đi tới cựu thổ, danh xưng thượng đế này đã bị quan chấp hành đứng đầu lúc đó đổi thành đạo đế, còn đạo đế không phải là một cảnh giác, chỉ là một tôn xưng, khác với đại đế bình thường. Nói rồi, gã nhìn Diệp Quân, vẻ mặt trở nên hơi sợ hãi. Diệp Quân để ý thấy vẻ mặt của gã, cau mày, người thế này là biểu cảm gì đây? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen vội nói, không, không có gì. Diệp Quân nhìn gã chăm chăm, có phải ngươi giấu gì ta không? Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen vội nói, không có, không có. Diệp Quân lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã không thành thật như vậy, tiểu đạo. Đạo đế. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen thấy Diệp Quân lại muốn giết người, vội nói, đạo đế xây dựng được đạo thống. Loại người này, không có giới hạn, cho dù ở cựu thổ, cũng chỉ có ba vị, khi xuất hiện loại người này, còn thành công xây dựng đạo thống, thì ý là phải cạnh tranh với người khác. Cạnh tranh của đại đạo. Ngươi hiểu ý ta không? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen, ta không hiểu, ngươi nói kỹ một tí. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen tức giận, nhưng không dám biểu hiện ra, tiếp tục nói, ví dụ như ngươi. Đạo thống trật tự mà ngươi xây dựng, nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, thì phải có càng nhiều địa bàn, nhiều vũ trụ hơn, vì người tín ngưỡng của ngươi, đạo thống của ngươi càng mạnh. Còn đạo thống do người khác xây dựng, ví dụ như, người xây dựng sát đạo hoặc ác đạo, hoặc không có trật tự. Chắc chắn người ta sẽ muốn diệt ngươi. Ngươi nói xem có phải không? Diệp Quân im lặng. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen do dự một chút, sau đó nói, lúc đầu khi gia tộc của ta tới cựu thổ, vì sao lại đánh nhau cả trăm ngàn năm? Chính là vì chủ nền văn minh của chúng ta cũng xây dựng đạo thống, lúc đó chúng ta đi đến đâu, cũng không được người khác chấp nhận. Do đó, trận đấu đánh cả trăm ngàn năm đó, thật ra là trận đấu đánh để lập nước đấy. Diệp Quân không nói gì, thật ra, từ lâu hắn đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi. Mục tiêu cuối cùng của Diệp Quân hắn là gì? Thống nhất toàn vũ trụ, xây dựng một trật tự hoàn toàn mới. Còn ngươi muốn thống nhất toàn vũ trụ, tất nhiên phải dựa vào thực lực. Ngươi cũng không có đường lui. Đây cũng giống các nước chư hầu của thế giới trần tục, ngươi không muốn thống nhất thiên hạ. Không có nghĩa là người khác cũng không muốn thống nhất thiên hạ, người sống trong góc cuối cùng cũng sẽ bị thôn tính. Tranh đấu, không thể không tranh đấu. Người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen nhìn Diệp Quân, trong lòng thầm suy nghĩ, nhất định phải truyền tin ở đây xuất hiện đạo đế ra ngoài. Đây chính là công lớn đấy. Nhưng đúng lúc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bỗng đi tới trước mặt người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen, sau đó tay cầm dao găm bỗng cứa qua yết hầu một phát. Đầu người đàn ông mặc chiến giáp đồng đen lập tức bay ra ngoài. Máu như suối phun. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn Diệp Quân, ha không thể sống được, nếu không, sẽ có ngày ngươi gặp phiền toái lớn. Sau khi Diệp Quân cân nhắc một lát, hắn từ từ bước tới trước mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ vào gò má mềm mại như chạm vào sẽ nứt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Hắn không chết, nền văn minh toại minh sẽ không biết tình hình bên này. Một khi hẳn chết trái lại nền văn minh toại minh sẽ tập trung chú ý bên này.
Nói rồi, hắn cười, Tĩnh Chiêu cô nương, tầm nhìn đừng hạn hẹp như vậy. Sắc mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức trắng bệch. Diệp Quân nở nụ cười, đừng sợ, ta sẽ không giết cô. Nói xong, hắn đi về phía ngai vàng ở nơi xa. Sau người, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên run giọng nói, vừa bắt đầu ngươi đã biết mục đích của ta, cũng biết tối đó không phải ngoài ý muốn, cũng biết mưu đồ của ta. Nếu ngươi đã biết tất cả, vì sao còn muốn giúp ta phá vỡ tâm cảnh, giữ ta ở bên người hả? Nơi xa, Diệp Quân chẳng thèm quay đầu lại, ta là đại đế. Ta là đại đế. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng đó, thật lâu sau, khóe miệng cô A nở một nụ cười tự giễu. Ngay từ đầu người đàn ông trước mắt đã nhìn thấu mọi việc, trong lòng biết rõ tất cả. Nhưng đối với hắn mà nói, tất cả âm mưu quỷ kế này đều không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn là đại đế. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là mây bay. Trừ phi thực lực của hai bên tương đương. Người đàn ông này luôn nghiền ép cô ta, chỉ là hẳn coi thường không chơi mấy trò âm mưu quỷ kế này mà thôi. Ở phía xa xa, Diệp Quân đi tới trước ngai vàng. Chiếc ngai vàng này hoàn toàn là một màu đen nhánh, không phải thép cũng chẳng phải xe, nhãn bóng như gương, cũng không biết nó được làm từ chất liệu gì. Hẳn ngồi lên. Ngai vàng bỗng nhiên khẽ rung động, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Lúc này, hắn cầm kiếm hành đạo vẫn chưa rời đi lên, chống lên ngai vàng yên lặng lại trong chốc lát. Diệp Quân nhìn kiếm hành đạo ở trong tay, khẽ mỉm cười nói, tiểu đạo, cảm ơn nhé. Thật ra, sở dĩ kiếm hành đạo không đi, không phải là do ý của cô mà là tự nó chủ động muốn ở lại thêm một lúc. Nữa, phải biết rằng, thanh kiếm ban đầu đi theo Diệp Quân không phải là kiếm Thanh Huyên, mà là nó và Diệp Quân vẫn còn có tình cảm. Diệp Quân cười nói, tiểu đạo, bây giờ cô đang làm gì? Kiếm hành đạo khẽ rung lên, cũng không biết là đang nói gì. Diệp Quân cười ha ha, không hỏi nữa. Kiếm hành đạo lại tiếp tục rung lên. Diệp Quân vô cùng cảm động. Bởi vì kiếm hành đạo nói với hắn rằng nó muốn ở đây thêm một lúc nữa, đợi sau khi hắn rời khỏi đây thì nó sẽ đi. Ở lại đây là giả, giúp hắn mới là thật, Diệp Quân cảm động nói cảm ơn. Dứt lời, hắn đứng dậy nhìn ngai vàng ở trước mặt, sau đó tay cầm kiếm hành đạo trống lên ngai vàng, con người ta là người biết lý lẽ. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội để cống hiến cho ta. Ngai vàng nào dám phản kháng. Lúc này, một giọng nói run rẩy đột nhiên vang lên từ trong ngai vàng, đại đế tha mạng. Diệp Quân cười nói, ngươi tên là gì? Vẫn là giọng nói đó đáp, ta chính là ghế thánh vương, từng được thánh chủ ngồi vào. Bởi vì sinh ra linh trí mà trước mắt có thể coi là cấp bậc đế binh. Nhưng ta còn mạnh hơn đế binh bình thường rất nhiều. Diệp Quân khẽ nhíu mày, thánh chủ mà ngươi nói. Ghế thánh vương đáp, chính là chủ nhân của nền văn minh toại minh ta. Diệp Quân hơi tò mò, vậy tại sao người không đi theo về cựu thổ? Tâm trạng của ghế thánh vương bỗng nhiên có phần chán nản, khi các chủ nhân đi về cựu thổ, ta mới vừa sinh ra linh trí, còn chưa đủ mạnh. Nhưng ta tin rằng nhất định sẽ có một ngày chủ nhân sẽ quay lại đây, cho dù là bao lâu, ta cũng sẽ ở nơi này đợi. Vì vậy, ta sẽ không nhận đại đế người làm chủ đâu. Giọng nói của nó có phần run rẩy, hiển nhiên vẫn. Nó còn hơi sợ kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân. Diệp Quân ngược lại có phần bất ngờ, hẳn quan sát ghế thánh vương ở trước mặt, sau đó cười nói, được, ta không ép buộc ngươi. Nhưng ta muốn nói chuyện với ngươi, có được không? Ghế thánh vương vội đáp, được, đại đế muốn biết cái gì, cứ việc hỏi ta. Diệp Quân nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này có một luồng pháp tắc thần bí kìm hãm tu vi của tất cả mọi người. Cái này là do ai để lại? Ghế thánh vương đáp, thực không dám giấu, chính là ta. Diệp Quân kinh ngạc đáp, ngươi sao? Ghế thánh vương nói, đúng vậy, nền văn minh toại minh muốn lựa chọn những người có thiên phú cực cao để trở thành đại đế, sau đó để bọn họ đi về cựu thổ, dốc sức vì nền văn minh toại minh. Ta đặt lệnh cấm này ở đây chính là để chọn ra được những người có thiên phú cực cao và có nghị lực lớn. Diệp Quân nói, vậy là người giúp bọn họ trở thành đế cũng là ngươi sao? Ghế thánh vương đáp, có thể coi là vậy, vì chỉ có ta mới có đế nguyên. Diệp Quân hỏi, có đế nguyên là có thể thành đế sao? Ghế thánh vương đáp, không không, chỉ có người có thiên phú cực cao, nghị lực lớn và may mắn lớn thì mới có một chút cơ hội trở thành đại đế sau khi hấp thụ được đế nguyên.
Trong suốt 60 tỷ năm của nền văn minh vũ trụ này, không thể đếm được hết những thiên tài đã đến đây. Trong đó không thiếu những thiên tài cao cấp và yêu nghiệt mà đến cả ta cũng phải kinh ngạc. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mười mấy người có thể trở thành đế. Diệp Quân khẽ gật đầu, hiểu rồi. Dứt lời, hắn lại hỏi, 60 tỷ năm, nói như vậy, người đã sống được 60 tỷ năm rồi sao? Ghế Thánh Vương đáp, có thể coi là vậy, nhưng phần lớn thời gian ta đều ngủ say, bởi vì ta là linh vật, trong lúc ngủ say thì tuổi thọ gần như là không bị tiêu hao gì. Hơn nữa, còn có đế nguyên, cứ cách một khoảng thời gian thì ta sẽ hấp thụ một ít đế nguyên để gia tăng tuổi thọ. Diệp Quân nói, vậy thị vệ ban nãy thì sao? Gã không thể nào cũng ở đây tận 60 tỷ năm chứ. Ghế Thánh Vương đáp, tất nhiên là không phải, cứ cách một khoảng thời gian thì nền văn minh Toại Minh sẽ cử một người mang theo đế nguyên tới. Diệp Quân tiếp tục hỏi, nền văn minh Toại Minh làm như vậy, chỉ đơn thuần là để bồi dưỡng nhân tài thôi sao? Tất nhiên rồi. Ghế Thánh Vương nói, đại đế, người có biết thế đạo ngày nay, nhân tài hiếm có như thế nào không? Diệp Quân. Ghế Thánh Vương tiếp tục nói, những người hễ có thể thông qua đế nguyên đạt được đại đế thì đừng nói ở vũ trụ này, cho dù để họ ở cựu thổ thì họ cũng đều là những người vô cùng yêu nghiệt. Không chỉ có nền văn minh Toại Minh chúng ta, hai nền văn minh đỉnh cao khác ở cựu thổ cũng dùng các hình thức khác nhau để thu hút nhân tài trên toàn vũ trụ, bồi dưỡng càng nhiều cường giả để phục vụ cho mình. Thời đại ngày nay, trong các nền văn minh khác nhau, cái mà các nền văn minh có cùng cấp bậc cạnh tranh đó chính là xem nhà ai có nhiều nhân tài hơn. Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi sau đó gật đầu, người nói rất có lý. Chiêu này có thể học lại, sau này vũ trụ quan huyên cũng phải chiêu mộ thêm một số nhân tài nữa mới được. Chỉ dựa vào một mình hẳn thì không thể chống đỡ được cả một vũ trụ. Giống như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân cười hỏi, ta là nhân tài như thế nào? Ghế Thánh Vương suy nghĩ một lát rồi trả lời, người không phải là nhân tài. Diệp Quân có phần nghi ngờ, Ghế Thánh Vương lại nói tiếp, người là soái tài, thuộc kiểu người thống trị nhân tài, hàng tỷ năm cũng khó có được một người. Diệp Quân ngây người, sau đó lập tức cười lớn, Ghế Thánh Vương tiếp tục nói, đại đế, người còn muốn biết gì nữa không? Diệp Quân ngừng cười, vừa nãy ta đã giết tên thị vệ đó. Thị vệ gì? Ghế Thánh Vương đột nhiên nói, đại đế, tên thị vệ đó rõ ràng là người không ngay thẳng, tu luyện đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết dưới tâm ma của mình, việc này có liên quan gì đến đại đế chứ? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Ghế Thánh Vương một lát rồi cười nói, nền văn minh Toại Minh sẽ tin sao? Ghế Thánh Vương nói, do ta nói là được hay sao? Tin hay không, còn không phải là. Diệp Quân võ Ghế Thánh Vương. Mỉm cười, người cũng là một nhân tài. Dứt lời, hẳn nhìn về phía xa xa, ở cuối tầm mắt có một tòa đại điện cổ xưa, đó là gì? Ghế Thánh Vương cung kính đáp, hồi bẩm đại đế, đó là thần điện Toại Minh, bên trong thần có hai con yêu thú đang ẩn náu. Khi chủ nhân của bọn nó rời đi, bọn nó vẫn chỉ là hai quả trứng. Sau khi được ta cho ăn hai luồng đế nguyên, thì bọn nó đã dần dần tiến hóa. Mặc dù thực lực của bọn nó không tệ, nhưng nhất định nó không là gì với đại đế người. Dưới một bức tượng đồng ở bên trong đại điện có một cơ quan, mở cơ quan ra bên trong sẽ có 9 chiến tướng bằng đồng được vị chủ nhân năm đó để lại, bọn chúng đều thuộc cấp bậc chuẩn đế. Có thể nói, trong thời đại đại đế vẫn chưa xuất hiện, bọn chúng chính là bất khả chiến bại, bởi vì bọn chúng gần như là bất diệt, đạo pháp ở đây đều không thể làm bọn chúng bị thương, bây giờ ta sẽ giao cho người cách để khống chế bọn chúng. Nó một hơi kể hết tất cả những gì mình biết ra. Ngoại trừ 9 vị chiến tướng băng đồng, trong đại điện còn có một số đế tinh. Hơn nữa đây không phải là đế tinh bình thường mà là đế tinh cực phẩm. Cho dù ở cựu thổ, chúng cũng là thứ vô cùng quý hiếm. Sau khi Diệp Quân nghe xong, hắn khẽ mỉm cười, cảm ơn, nhân tiện, người bây giờ còn có bao nhiêu đế nguyên? Ghế Thánh Vương cung kính đáp, hồi bẩm đại đế, bây giờ ta còn 9 luồng đế nguyên. Diệp Quân cười nói, ta mượn ngươi 5 luồng, ngươi giữ lại 4 luồng, thế nào? Bên trong Ghế Thánh Vương, 9 luồng thể khí màu tím đậm chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Quân, đại đế, ngươi đừng khách sáo như vậy. Với thực lực của ngươi, muốn giết ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đế nguyên này ta cho ngư. Diệp Quân cười nói, ta chỉ cần 5 luồng, còn là ta mượn ngươi, về sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Dứt lời, hẳn thu lại 5 luồng đế nguyên.
ghế thánh vương có phần bối rối, cái này. Diệp Quân cười giải thích, ngươi rất thật thà, vì vậy ta sẽ không bắt nạt ngươi. Ghế thánh vương vội đáp, đa tạ đại đế, thực ra đế nguyên cũng rất quan trọng với nó, sở dĩ nó có thể ở đây lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì đế nguyên. Thực ra mỗi lần đón sứ giả tới đây, trong số đế nguyên được mang tới đó có một phần là của nó, được xem như là bổng lộc của nó. Diệp Quân mỉm cười, ta vào đại điện đó xem thử. Dứt lời, hắn đi về phía xa xa, đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng cách đó không xa, cười hỏi Tĩnh Chiêu cô nương, cô không đi cùng để xem thử sao. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn hắn, một lát sau, cô ta lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một luồng đế nguyên từ từ bay tới trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nhìn thấy luồng đế nguyên ở trước mặt, đệ nhất Tĩnh Chiêu sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân như vậy, trong đôi mắt tuyệt đẹp mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu. Diệp Quân nhìn thoáng qua luồng đế nguyên đó, cười nói, thứ này có lẽ là thứ mà tất cả cường giả cảnh giới chuẩn đế đều hằng mong ước đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói gì. Nhưng trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, còn có cả sự ngờ vực. Diệp Quân dừng chân lại, hắn nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói, thanh kiếm này là của cô ta, còn thanh kiếm bên trong người ta là của cha ta. Còn nhớ những gì ta đã nói lúc trước không, ta có thể đi được đến bây giờ, có thể nói đều là dựa vào người trong nhà. Vì vậy, cho dù sau khi ta trở thành đại đế, thì ta cũng luôn nhắc nhở mình rằng làm đế thì không được kiêu ngạo, phải ghi nhớ những ngày đã từng bị đánh tàn nhãn. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười, vì vậy, ta không hề phản cảm với mưu kế đó của cô dành cho ta. Ngược lại ta còn khá khâm phục. Đệ nhất Tĩnh Chiêu run giọng hỏi, tại sao? Nói xong, khuôn mặt cô ta lập tức đỏ lên. Mưu kế như vậy, cô ta nhớ tới một vài cảnh tượng không thích hợp với trẻ nhỏ vào đêm hôm đó. Mà tên này lại nói là không phản cảm, hắn đang ám chỉ điều gì sao? Diệp Quân cười đáp, ông nội ta là người rất tài giỏi. Nhưng tháp gia của ta nói, thực ra ông nội ta không phải là người tốt. Ừ, việc này là do tháp gia của ta chính miệng nói, ông ấy giết người như cơm bữa vậy. Nhưng việc này cũng là chuyện bình thường, từ xưa đến nay, những người làm lên nghiệp lớn có ai không tàn nhãn cơ chứ? Bao gồm cả bản thân ta cũng đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu. Vì vậy làm sao ta có thể yêu cầu người khác trở thành người tốt, người lương thiện được cơ chứ? Dứt lời. Hắn nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu, bây giờ gia tộc đế nhất đã rơi vào bước đường cùng, cô làm như vậy ta hoàn toàn có thể hiểu được. Hơn nữa, ta tin rằng nếu không phải vì gia tộc đệ nhất, thì một người kiêu ngạo giống như cô tuyệt đối sẽ không hy sinh bản thân mình để mưu đồ gì gì đó. Nói đến đây, hắn mỉm cười, sau đó nói tiếp, có phải cô đang nghĩ rằng ta làm như vậy là để hoàn toàn thu phục được cô, để cô một lòng cống hiến sức lực cho ta, thậm chí là trở thành vật của riêng ta? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng, ngươi không cần tới, thanh kiếm trong tay ngươi cũng không thua gì thanh kiếm đại đế trong cơ thể ngươi. Ngươi, còn đáng sợ hơn so với những gì mà bọn ta đã tưởng tượng. Người như ngươi không thiếu phụ nữ, ngươi cũng không thèm dùng thủ đoạn này để đối phó với phụ nữ. Ngươi là một người tốt. Diệp Quân nhìn cô ta, cười đáp, vậy thì không chắc chắn, Tĩnh Chiêu cô nương xinh đẹp như vậy. Ta vừa gặp đã thấy thương, ai có thể không động lòng cơ chứ? Nghe vậy khuôn mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi đỏ ửng, mà lúc này, Diệp Quân lại nói tiếp, tất nhiên, Tĩnh Chiêu cô nương yên tâm, ta sẽ không có suy nghĩ quá phận nào với cô đâu, ta chỉ coi cô là bạn bè. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nghe vậy, trong lòng đột nhiên hơi thất vọng. Nhìn Diệp Quân đã đi xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu cảm thấy vô cùng rung động và tuyệt vọng. Sự mưu trí của người đàn ông trước mắt khiến cô ta cảm thấy rất đáng sợ. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó nhìn đế nguyên trước mắt, cô ta cầm đế nguyên lên, sau đó nói, nếu ngươi không có ý gì với ta vậy sao lại cư xử với ta như thế? Diệp Quân không trả lời mà hỏi ngược lại, Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta có phải kẻ thù không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quân cười nói, chúng ta không phải kẻ thù. Chúng a cũng không có mâu thuẫn hay xung đột lợi ích không thể giải quyết nào cả, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chăm chăm Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân nói tiếp, Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta có thể nhìn xa hơn, chứ không phải chỉ giới hạn ở vũ trụ thập hoang này, cô hiểu ý ta chứ?
Đệ nhất Tĩnh Chiêu thầm thấy rung động, nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, sau đó nét mặt cô ta trở nên khổ sở, lúc này cô A mới thật sự hiểu là cô ta. Hoàn toàn không xứng có tư cách làm kẻ thù của người đàn ông trước mắt, mà đối phương cũng không hề xem cô ta là kẻ thù. Diệp Quân bật cười, sau đó đi về phía xa. Kẻ thù? Ai mới là kẻ thù của hắn? Chính là những người xây dựng đạo thống và trật tự giống như chủ nhân bút đại đạo, kẻ thù thật sự của hắn là những người muốn tranh giành đại đạo giống như hắn. Cuộc chiến tranh giành đại đạo. Mà những người có tư cách tham gia vào cuộc chiến tranh giành đại đạo mới là những cao thủ đứng đầu trong vũ trụ rộng lớn này, hắn đã được lĩnh giáo sự lợi hại của chủ nhân bút đại đạo và phản chiêu đế rồi, mà rõ ràng nền văn minh toại minh của ghế thánh vương khi nãy cũng không đơn giản chút nào. Đối phương kêu gọi nhân tài trên toàn vũ trụ, dù mấy chục tỷ năm qua thập hoang chỉ xuất hiện tổng cộng mười mấy đại đế, nhưng hắn hiểu chắc chắn nền văn minh toại minh cũng đang làm như thế ở các vũ trụ khác. Từ đó có thể thấy thực lực tổng thể của đối phương đáng sợ đến mức nào. Diệp Quân Hân hiểu rõ trận chiến tranh giành đại đạo không chỉ là nhất thời, đặc biệt là đạo trật tự, thành lập một trật tự không thể chỉ dựa vào mỗi một mình hắn, muốn trật tự của mình phổ biến ở nhiều vũ trụ hơn thì nhất định phải có nhiều nhân tài hơn. Hẳn cũng đã từng phân tích, những cao thủ cao cấp kia, ví dụ như đại đế, gần như không thể thuần phục được cao thủ cấp bậc này, không cần phải nghĩ tới làm gì nữa. Còn những gia tộc và nền văn minh quá yếu thì lại không giúp được nhiều cho hắn, các gia tộc như tộc đệ nhất với tiềm lực tương lai vô hạn mới là có ích nhất trong mắt hẳn. Nếu như ở hệ ngân hàng, gia tộc có đại đế xuất hiện có thể nói là cấp bậc địa chủ, ông chủ lớn, gia tộc có đại đế thế này có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Quân tại không thể nào thuần phục. Còn kiểu như gia tộc đệ nhất thì có đại đế, nhưng đại đế đã chết, không còn mạnh mẽ như trước. Nữa, có thể xem là giai cấp trung lưu, gia tộc và nền văn minh cấp bậc như thế có thực lực chỉ thua địa chủ và ông chủ lớn mà thôi. Hơn nữa còn rất khát vọng có thể phát triển, đây chính là mục tiêu của Diệp Quân. Còn những gia tộc cấp bậc tư sản, ví dụ như các gia tộc thuộc nền văn minh cấp 9 trở xuống đặt trong hệ ngân hà thì có thể xem là gia tộc có chút tiền, nhưng không có quá nhiều, có thể xem là có chút thực lực, nhưng lại không nhiều. Tạm thời những gia tộc như thế không giúp ích được gì cho hắn cả, nhưng trong tương lai lại có tiềm lực to lớn, vì thế hắn muốn lôi kéo, muốn tiếp cận. Còn có một loại cấp bậc là những người lương tháng 3-5.000 đến 10.000. Đây là cấp bậc không được coi trọng nhất, lúc không có việc gì, bọn họ nghiêm túc làm việc, cống hiến cho vũ trụ, lúc xảy ra chuyện, bọn họ sẽ đi đầu đỡ đạn của kẻ thù, có thể làm trâu làm ngựa trong thời kỳ phát triển, cũng có thể làm con chốt thí khi loạn lạc. Mà đây cũng là điều khiến Diệp Quân coi trọng, muốn đoàn kết lại, vì góp gió thành bão mà. Hắn biết rõ kẻ thù của hắn là ai, bạn của hắn là ai. Tộc đệ nhất không phải kẻ thù của hắn. Hắn muốn kiểm soát toàn bộ vũ trụ. Mà muốn làm thế, hẳn phải bắt đầu bố trí từ bây giờ. Càng về sau, càng không chỉ là chém giết đơn giản nữa, phải dùng đầu óc, dùng trí thông minh và suy tính. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân trước mặt, lúc này cô A cảm thấy vô cùng rung động, vì cô ta phát hiện từ trước đến giờ cô ta không chỉ đánh giá thấp thực lực của Diệp Quân mà còn đánh giá thấp dã tâm của hắn nữa. Cô ta muốn thành đế, còn hẳn muốn kiểm soát toàn vũ trụ. Nghĩ đến đây, đệ nhất Tĩnh Chiêu cười châm chọc. Từ khi mới bắt đầu, dù về thực lực hay mưu trí, cô ta đầu không cùng đẳng cấp với người đàn ông trước mặt. Cô ta cúi đầu nhìn đế nguyên trong tay, tỏ vẻ ngạc nhiên, vì năng lượng ẩn chứa bên trong hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của cô ta, nhưng cô ta cũng không do dự mà cứ thế nhận lấy, sau đó đi theo Diệp Quân về phía xa. Đại đế, cô ta cũng có thể mưu cầu thứ to lớn hơn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới sau lưng Diệp Quân, cô ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mặc trường bào màu trắng, thắt lưng đen, thân thể thẳng tắp, tuy là kiếm tu nhưng lại không có chút sắc bén nào, trông còn rất tao nhã tuấn tú tựa như một công tử tri thức. Sốt cuộc hắn là kiểu người thế nào? Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu dâng lên cảm giác tò mò. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới trước đại điện này cũng làm từ đồng đen, khí thế nguy nga, hai cột đồng đen to lớn đứng sừng sững trước cửa đại điện, trên đó chạm trổ một vài yêu thú kỳ lạ. Yêu thú có hình dáng quái dị, mặt mũi dữ tợn như muốn căn người. Diệp Quân dẫn đệ nhất Tĩnh Chiêu đi vào trong đại điện, bên trong rất trốn trải, cũng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ cả tiếng bước chân. Diệp Quân ngay lập tức nhìn thấy cái tượng đồng đen chỗ ghế thánh vương, hắn đi tới trước tượng đồng, sau đó nhìn xuống chân tượng,
ở đó có một phù văn rất kỳ lạ, hắn ngồi xổm xuống, sau đó đọc thầm thần chú mà ghế thánh vương dạy hắn, một lúc lâu sau đó, phù văn kia bỗng khẽ rung, một hộp đồng đen tinh xảo chậm rãi bay lên. Diệp Quân mở hộp ra, trong hộp là 9 chiến tướng đồng đen. Cấp bậc chuẩn đế. Diệp Quân nở nụ cười, 9 chiến tướng đồng đen này không tầm thường chút nào, đương nhiên hẳn còn suy nghĩ nhiều hơn thế, 9 chiến tướng đồng đen này không phải người thật mà giống như một loại con rối. Nhưng theo miêu tả của ghế thánh vương, đây là tồn tại gần như vô địch dưới cấp đại đế, nói cách khác, nền văn minh toại minh có thể chế tạo ra thứ này đã nói rõ sự kinh khủng của bọn họ. Nếu bọn họ chế tạo với số lượng nhiều, cũng khó trách bọn họ chỉ coi trọng đại đế. Diệp Quân cất hộp đồng đen đi, sau đó lại đi tới sau tượng đồng, phía sau cũng có một phù văn, hắn đọc thầm khẩu quyết, chẳng mấy chốc, một chiếc nhẫn đồng chậm rãi bay ra. Diệp Quân nhìn thoáng qua nhẫn khôn gian, bên trong có khoảng 63.000 đế tinh cực phẩm. 63.000 viên. Diệp Quân cười to, đế tinh cực phẩm này cao cấp hơn đế tinh bình thường nhiều, vũ trụ thập hoang hiện tại gần như không có đế tinh cực phẩm. Trước mắt, đế tinh cực phẩm này rất hữu dụng với hẳn. Đệ nhất tính chiêu bỗng cất lời, vì sao lúc trước bọn họ không mang những thứ này đi? Diệp Quân cười đáp, cái này cũng giống như dọn nhà thôi, chắc chắn chúng ta sẽ để sót một vài thứ, đương nhiên nhờ thế cũng hiểu nền văn minh toại minh rất giàu có. Đệ nhất tính chiêu gật đầu. Sau khi cất nhãn không gian đi, Diệp Quân lại bắt đầu vơ vét một lượt trong điện, tìm được khá nhiều báu vật, hắn đưa P cho đệ nhất tính chiêu cô nương, cái này cho cô. Đệ nhất tính chiêu nhìn về phía hộp, trong hộp có một đóa hoa sen làm bằng đồng đen, hoa sen trông rất sống động, còn có ánh sáng rực rỡ lóe lên, vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên đây là một thánh vật cấp bậc chuẩn đế, hơn nữa còn do nền văn minh toại minh để lại. Cao cấp hơn thánh vật cấp bậc chuẩn đế của vũ trụ thập hoang nhiều. Đệ nhất tính chiêu lắc đầu. Diệp Quân lại đặt vào tay cô tác dụng với ta, khá phù hợp với cô. Thứ này không có nhiều. Sau đó, hắn đi về phía vách tường ở cách đó không xa. Đệ nhất tính chiêu đứng yên tại chỗ nhìn hoa sen đồng đen trong tay, im lặng một lát rồi cất đi. Cách đó không xa, Diệp Quân đi tới trước vách tường, trên đó là một vực tranh vẽ ba gốc cây. Cây bên trái trông rất giống cây thiên hành, nhưng nhìn kỹ lại thì Diệp Quân phát hiện cây sinh mệnh thiên hành mà hẳn nhìn thấy ở nền văn minh thiên hành hơi khác nơi này, cây sinh mệnh thiên hành không hoàn chỉnh cho lắm. Còn cây bên phải thì trong suốt như ngọc, bên trên có rất nhiều quả màu đỏ, vô cùng diễm lệ. Cây ở giữa là cây đồng đen đó đứng sừng. Sững trên đỉnh thần sơn, cây đồng đen ngạo nghễ đứng thẳng, thân cây chia thành 12 tầng, mỗi tầng có 3 nhánh cây chĩa về 3 hướng. Phần đuôi là nhụy hoa đợi nở, một nâng lên một rũ xuống, bên trên có một con chim vàng sống động, trên thân cây có cự long đồng đen lượn quanh đến tận rễ cây, vô cùng hùng vĩ. Bên dưới ba gốc cây có vô số người quỳ lại, Diệp Quân im lặng nhìn ba gốc cây. Bây giờ hẳn đã có thể chắc chắn 100% cây sinh mệnh thiên hành là của nền văn minh toại minh. E rằng đây lại là một đoạn nhân quả. Diệp Quân lách đầu cười khẽ. Tựa như có rất nhiều chuyện đã được âm thầm sắp xếp vậy. Trùng hợp, Euro ó lẽ là không phải. Chẳng lẽ đây là vì số kiếp thiên mệnh của hắn biến mất? Từ sau khi số kiếp thiên mệnh của cô biến mất, hắn cũng cảm thấy mọi thứ đều là âm mưu. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn cười nói với đệ nhất tính chiêu bên cạnh, chúng ta đi thôi. Đệ nhất tính chiêu gật đầu. Sau khi rời khỏi đại điện đồng đen, lại đi tới trước ghế thánh vương một lần nữa. Diệp Quân quan sát ghế thánh vương, cười nói, chúng ta đã lấy được rất nhiều lợi ích, tất cả đều phải cảm ơn ngươi, mấy thứ tầm thường ngươi cũng không coi trọng, vậy coi như ta nợ ngươi ơn tình đi. Ghế thánh vương run rẩy nói, ta không nhận ơn tình của ngươi. Được không? Diệp Quân nghiêm mặt đáp, không được, ta không phải kiểu người nhận ơn không báo đáp, cứ thế đi, ta mang ơn ngươi, sau này chắc chắn sẽ trả cho ngươi. Ghế thánh vương im lặng. Ơn tình. Đại ca. Sớm muộn gì ngươi cũng phải đánh nhau với nền văn minh toại minh, ngươi mang ơn ta. Là cái kiểu gì? Nhưng nó lại không dám từ chối. Thanh kiếm của tên này quá đáng sợ, nó thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn. Diệp Quân võ lên ghế thánh vương, cười nghe ngóng một người. Ghế thánh vương hỏi, ai? Diệp Quân đáp, bi tâm từ mẹ ơi. Ghế thánh vương run rẩy rồi lập tức lùi về phía sau. Diệp Quân! Thấy cảnh này. Diệp Quân nhất thời nhíu mày. Ghế thánh vương run rẩy nói, sao?
Sao ngươi lại biết người phụ nữ kia? Diệp Quân hơi nghi ngờ, nàng ta làm sao? Giọng nói của ghế thánh vương vô cùng run rẩy, người phụ nữ này. À không, là đại nhân, quan chấp hành đứng đầu tôn kính, bi đại nhân. Diệp Quân hỏi, nàng ta xấu xa lắm à? Ghế thánh vương không nói gì, nhưng lại liên tục run rẩy. Diệp Quân và đệ nhất tĩnh chiêu nhìn nhau, hai người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Quân nói, ngươi, nói rõ ràng xem nào, ta rất thân với nàng ta sẽ không hại ngươi đâu. Đệ nhất tĩnh chiêu, lúc này ghế thánh vương cất giọng chói tai, sao có thể, sao ngươi có thể thân thiết với cô ta được? Diệp Quân đáp, nàng ta có một chiếc thuyền bỉ ngạn đang để ở chỗ ta, còn có một gốc cây cũng ở chỗ ta, nào, ngươi cảm nhận thử không? Dứt lời, hắn thầm nói trong lòng, tiểu hồn, giúp ta một chuyện. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, có cần phá vỡ phong ấn của người luôn không? Diệp Quân đáp, không cần. Tiểu hồn cười hì hì, ta biết tiểu chủ muốn dùng thủ thuật gài mồi, hơn nữa nếu mở phong ấn vào lúc này thì quá rêu rao, sẽ không tốt, bây giờ nên khiêm tốn một chút, mọi người đều không coi ngươi ra gì, rất phù hợp để khiêm tốn phát triển làm chuyện lớn, đúng không? Diệp Quân. Dưới sự giúp đỡ của tiểu hồn, cây thánh vương đó cảm nhận được thuyền bỉ ngạn và cây sinh mệnh thiên hành. Ghế thánh vương nổi điên, sợ hãi nói, rốt cuộc người. Người là ai? Diệp Quân bình tĩnh đáp, đương nhiên ta là ta rồi, người đứng lên nói chuyện đàng hoàng, nằm la hét thế làm gì? Dứt lời, hẳn đỡ ghế thánh vương dậy. Một lúc lâu sau đó, ghế thánh vương mới run rẩy nói, người. Thật sự rất thân với bi đại nhân à? Diệp Quân gật đầu, phải. Ghế thánh vương nói, nếu ngươi thân như thế sao còn muốn hỏi ta chuyện liên quan đến nàng ấy? Diệp Quân bình tĩnh đáp, chúng ta là bạn tri kỷ từ lâu rồi. Ghế thánh vương cảm thấy cả người tê dại. Mẹ kiếp, sao đại đế này có vẻ không đứng đắn thế nhỉ? Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quân, khóe mắt hiện ý cười, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Ghế thánh vương trầm giọng nói, bi đại nhân, năm đó ở cựu thổ. Sau khi ba nền văn minh cùng hợp nhất thành một văn minh hoàn toàn mới, mọi người phải cùng nhau tiến cử ra một chủ chung, cái danh chủ chung của cựu thổ này nghe thì ngầu, nhưng thật ra cũng không mạnh lắm, chỉ là một con rối mà thôi, ba nền văn minh vẫn tự quản lý người của mình, đó chỉ là một chức vị cho có. Diệp Quân nhẹ giọng nói, thế cũng giống như Liên Hợp Quốc của hệ Ngân Hà. Ghế Thánh Vương hơi nghi ngờ, Liên Hợp Quốc. Diệp Quân cười giải thích, cũng giống như chủ chung của cựu thổ mà ngươi nói đấy, ngươi nói tiếp đi. Ghế Thánh Vương nói tiếp, mà ngoài việc đề cử một chủ chung, lúc đó mọi người còn đề cử ra một người nữa là quan chấp hành đứng đầu. Quyền lực của quan chấp hành đứng đầu này là chỉ huy quân đội của ba nền văn minh, chủ chung của cựu thổ không mạnh, nhưng quan chấp hành đứng đầu này lại mạnh một cách đáng sợ. Diệp Quân hỏi, mạnh đến mức nào? Ghế Thánh Vương trầm giọng nói, nghe những người tiếp đón đến nơi này nói. Lúc trước khi nàng ấy tàn sát ở cựu thổ, giết đại đế chẳng khác nào giết chó, khiến ba nền văn minh phải liên thủ với nhau để chống lại. Diệp Quân cau mày. Ghế Thánh Vương nói thêm, hơn nữa nàng ấy cũng là người của nền văn minh Toại Minh. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cũng là người của nền văn minh Toại Minh Á. Ghế Thánh Vương nói, đúng thế, nàng ấy là quả đầu tiên của cây sinh mệnh thiên hành. Mẹ ơi! Nét mặt của Diệp Quân cứng đờ, quả. 4. Ghế Thánh Vương nói, đúng thế, nàng ấy là quả. Diệp Quân đen mặt. Sao mấy quả này đều có máu phản bội vậy? Phục Võ, Tịnh Sơ, Tịnh An, Nhị Nha. Lúc trước nền văn minh thiên hành đại chiến, rất nhiều người đổ máu, thật sự vô cùng đáng sợ. Thì ra quả đầu tiên cũng thế. Diệp Quân thôi suy nghĩ, tiếp tục hỏi, sao nàng ta lại đánh nhau với mọi người thế? Ghế Thánh Vương đáp, lý do thì ta cũng không biết. Nói chung là sau khi trở mặt với cựu thổ, thủ lĩnh ba nền văn minh dẫn theo vô số cao thủ bao vây tấn công nàng ta, nàng A giết vô số người ở cựu thổ, xác chất như núi, cuối cùng vẫn có thể yên ổn rời đi, mà thủ lĩnh của ba nền văn minh lớn thì đều bị thương. Diệp Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, cựu thổ bao lâu sẽ đến đưa đế nguyên một lần? Ghế Thánh Vương, chục nghìn năm. Diệp Quân cười như không cười, chục nghìn năm. Ghế Thánh Vương run rẩy, nhớ nhầm. Cách nghìn năm sẽ đến đưa một lần. Diệp Quân cười nói, có lẽ lần tiếp theo sẽ đến nhanh thôi. Ghế Thánh Vương nghi ngờ hỏi, sao người lại biết? Diệp Quân bình tĩnh đáp, ta đoán. Ghế Thánh Vương.
Diệp Quân cười nói, một khoảng thời gian nữa ta lại đến thăm ngươi. Nói xong, hẳn và đệ nhất tĩnh chiêu xoay người rời đi. Ghế Thánh Vương thầm than thở, mẹ kiếp, người đến thăm ta hay là lấy đế nguyên, tên này đúng là ma quỷ, đế nguyên của mình. Nhưng cũng may người này không quá tuyệt tình, sẽ không lấy hết tất cả đế nguyên, nếu không. Nó sẽ lập tức bỏ, chạy lấy người. Đệ nhất tĩnh chiêu ở phía xa chợt nói, cái ghế này không trung thực cho lắm. Diệp Quân cười đáp, nó ở lại nơi này là vì đế nguyên kia, nếu không với thực lực của nó, muốn rời khỏi nơi này chắc chắn là một chuyện rất đơn giản. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, vậy mà nó nói muốn ở lại nơi này đợi chủ nhân của nó. Diệp Quân phân tích, có lẽ nó vẫn còn tình cảm với chủ nhân của mình, dù sao thì nó cũng tồn tại vì chủ nhân, nhưng nó rất thông minh, bây giờ đi về, nó hoàn toàn không thể được chủ nhân trọng dụng, dù sao đối với chủ nhân của nó bây giờ. Có lẽ là nó rất yếu, hơn nữa sau này còn khó tránh khỏi bị người khác thu phục. Nếu như thế ở lại nơi này vẫn tốt hơn, dù sao cách 1000 năm, nó đều sẽ có đế nguyên mới, có thể tiếp tục phát triển. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn hắn, có phải cuộc sống trước kia của ngươi rất thê thảm không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hẳn cười nói với đệ nhất tĩnh chiêu, sao lại nói thế? Đệ nhất tĩnh chiêu bình tĩnh đáp, nếu ngươi sống tốt thì đã không suy tính được nhiều như thế. Diệp Quân bật cười. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Đệ nhất tĩnh chiêu hơi tò mò, có thể nhìn ra bối cảnh gia đình ngươi không tầm thường chút nào, sao ngươi lại? Diệp Quân cười giải thích, trước kia ta được nuôi thả. Thật ra ban đầu khá tốt, dù rất thê thảm nhưng cũng không thảm lắm, mãi đến sau này gặp một đối thủ vô cùng mạnh, cô A tên Phản Chiêu Đế. Từ sau khi gặp cô ta, cuộc sống bi thảm của ta đã bắt đầu. Ta từng chiến đấu với cô ta rất nhiều lần, mỗi lần đều bị cô ta đánh rất thảm. Vừa nghĩ tới người phụ nữ kia, hắn lập tức cảm thấy áp lực, dù bây giờ hắn đã là đại đế, nhưng hắn biết rõ e rằng thực lực của người phụ nữ kia cũng đã mạnh hơn. Lần sau gặp lại, hắn vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, là ác đạo kia à? Cô ta có điều tra về Diệp Quân một chút, vì thế cũng biết một vài chuyện của Diệp Quân, nhưng cũng không biết quá nhiều. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quân, nhưng ngươi cho ta một cảm giác là ngươi rất tự tin, tựa như không gì có thể làm khó được ngươi ấy. Diệp Quân cười nói, có lẽ lúc làm đại đế, ta vẫn có chút sức hấp dẫn. Đệ nhất tĩnh chiêu vô thức gật, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt cô ta trở nên hơi mất tự nhiên. Diệp Quân lại nói, đây là thực lực, cũng như ở thế tục, khi đàn ông có tiền có quyền, có những thứ khác. Dù bề ngoài không quá dễ nhìn nhưng cũng có sức hấp dẫn. Nếu ta không phải đại đế, thì có lẽ ta đã không thể lọt vào mắt tĩnh chiêu cô nương. Đệ nhất tĩnh chiêu hơi cau mày, không nói gì. Hai người nhanh chóng đi tới trước cổng thành, nhìn đống xương trắng chồng lên nhau kia, đệ nhất tĩnh chiêu nhẹ giọng nói, đều là vì trở thành đế. Diệp Quân gật đầu, biết rõ nơi này nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn muốn liều mạng một lần, lỡ như thắng thì sẽ được hưởng thụ vinh quang trên đại đạo. Vô địch thập hoang. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, giống như thiếu niên cược chứng lúc trước à. Diệp Quân lắc đầu, đó là một tên ngốc, đệ nhất tĩnh chiêu. Diệp Quân lại nói, nhưng cũng không hoàn toàn là vấn đề của hắn ta, tĩnh chiêu cô nương, việc bán trứng mà cô làm cũng rất có vấn đề, tỷ lệ rất nhỏ không phải vấn đề, mà là phải công bằng, công chính, công khai, chứ không phải che giấu tỷ lệ, hơn nữa còn gian lận. Không cho người khác một chút cơ hội nào. Thấy nét mặt lạnh như băng của đệ nhất tĩnh chiêu, Diệp Quân khựng lại một lát, sau đó nói, tĩnh chiêu cô nương, bây giờ ta xem cô như người của mình, cho nên ta có gì nói đó, ngươi đừng để ý. Nếu cô để bụng, ta có thể xin lỗi cô. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, nét mặt đệ nhất tĩnh chiêu dễ nhìn hơn rất nhiều, cô ta nhìn Diệp Quân, chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải nói xin lỗi, sau khi trở về tôi sẽ cho người đổi một chút quy tắc. Quyết định của Tiên Tông. Diệp Quân nói, Thân Tông và Đạo Tông, Nguyên Tộc cùng với nhà họ Mục và Đế Tông đều đã từ chối. Đệ nhất tĩnh chiêu hơi ngạc nhiên, sao ngươi biết? Diệp Quân cười khẽ rồi nói, tĩnh chiêu cô nương, ta cảm thấy cái tên vũ trụ thập hoang không hay lắm, ta muốn đổi. Đệ nhất tĩnh chiêu hơi nghi ngờ, sau đó lại nghe Diệp Quân nói, đặt là. Quan Huyên đi, vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quân. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng khác thường. Một lát sau, Diệp Quân dẫn đệ nhất tĩnh chiêu rời khỏi bí cảnh,
vừa ra ngoài đã thấy phía chân trời có rất đông người. Diệp Quân cười nói, được. Đương nhiên hẳn biết, đối mặt với bất cứ ai, dù là người thân thiết nhất cũng không thể nói chuyện quá khó nghe, không ai thích một người khó tính cả, có nhiều lúc, đổi cách và giọng điệu nói chuyện có thể mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Sau khi nói xong, hai người đã đi tới bờ sông, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đang muốn qua sông thì bị Diệp Quân kéo lại, cô A nhìn về phía hắn. Diệp Quân cười nói, chúng ta quang minh chính đại đi vào nơi này, cô nghĩ những gia tộc đại đế và tiên tông kia sẽ không biết à. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hẳn, lúc tiến vào, ta cũng đã điều động toàn bộ cao thủ của tộc Đệ Nhất đến đây rồi, theo tin tình báo của chúng ta, nhà họ Quân, nhà họ Tân và Kiếm Đế Tông liên thủ với nhau, bọn họ còn liên lạc với mấy gia tộc đại đế và mấy tiên tông lớn, trước mắt người chỉ huy những gia tộc đại đế kia là Quân Ngự, bên cạnh ông ta là Tân Hạo và tông chủ Kiếm Đế Tông, mà phía sau bọn họ còn có rất nhiều cao thủ. Điều động toàn bộ gia tộc, điều động toàn bộ tông môn, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu xa sầm mặt. Diệp Quân nhìn mọi người, bây giờ đầu hàng có thể tránh khỏi cái chết. Nghe hẳn nói thế, các cao thủ đều kinh hãi. Quân Ngự dẫn đầu bật cười, Diệp Quân, người vẫn nghĩ người còn là đại đế à, đúng là buồn cười. Dứt lời, ông ta nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, sau đó bật cười, mọi người đừng sợ, thanh kiếm này không phải kiếm đại đế, hắn đang dọa chúng ta thôi. Ha ha, ai dám động đến Diệp Thiếu. Lúc này, phía xa bỗng vang lên tiếng giống giận, sau đó vô số cao thủ đồng loạt lao tới. Người dẫn đầu là Đế Lăng của đế tộc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau khi nhìn thấy Diệp Quân, Đế Lăng lập tức quay đầu hét lên với cao thủ đế tộc sau lưng, đốt cháy linh hồn, cùng. Đốt linh hồn cho ông đây. Dứt lời, ông ta lập tức thiêu đốt thân thể và linh hồn. Các cao thủ đế tộc còn lại thoáng sửng sốt, sau đó đồng loạt làm theo. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đế Lăng biết rõ đừng hòng dùng mấy lời nịnh hót để đối phó với những người thông minh như Diệp Quân, nếu muốn được cưng chiều, muốn được coi trọng thì chỉ có thể thể hiện tấm lòng bằng thực tế, vào thời khắc quan trọng dám xông. Lên, dám liều mạng, dùng hành động chứng minh sự trung thành, chứ không phải nói bằng miệng. Đương nhiên chuyện đám người Quân Ngự bao vây tấn công Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không thể giấu giếm các đế tộc và tiên tông lớn được, vì thế các tộc trưởng và tông chủ của các gia tộc đại đế đã tập trung lại với nhau. Trong bóng tối, tông chủ đạo chí của đạo tông đã dẫn theo một nhóm cao thủ đợi ở đây từ lâu, tạm thời ông ta vẫn chưa có ý định tham chiến, muốn quan sát trước, dù theo suy đoán của ông ta thì quân đế này chỉ giả yếu mà thôi. Lúc này, thấy đế tộc đến cứu viện, còn lập tức thiêu đốt linh hồn và thân thể, không chỉ ông ta mà đám cao thủ đạo tông sau lưng cũng rất kinh ngạc. Đế tộc điên rồi à? Sao lại liều mạng thế? Ngoài đám cao thủ đạo tông, lúc này những người đang có mặt cũng thấy đầu kêu ong ong. Đế tộc này làm sao thế? Vừa xuất hiện đã liều mạng vậy rồi. Nhìn nhóm cao thủ đế tộc lao đến, thật ra Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, hắn cũng không thông báo với đế tộc, vì thế không ngờ đế tộc lại đến. Nhưng chỉ cần suy nghĩ là biết, có lẽ sau khi hắn đến thập hoang, đế tộc cũng đang thăm dò tin tức của hắn. Nghĩ vậy, Diệp Quân cười khế, hắn nhìn Đế Lăng đang dẫn đầu đám người, nhẹ giọng nói, có lòng rồi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quân bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, phía chân trời có mấy nghìn ngọn lửa phả tới, uy áp dung chuyển chân trời, thời không cũng trở nên sôi trào. Tất cả cao thủ tinh nhuệ của đế tộc đều đến. Đế Lăng dẫn theo nhóm người đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó đồng loạt cúi chào, bái kiến quân đế. Âm thanh như sấm rền, vang vọng khắp chân trời. Quân đế! Đám người Quân Ngự ở cách đó không xa nhìn chăm chằm Đế Lăng dẫn đầu, trong mắt là sát khí rất rõ ràng. Diệp Quân cười nói, không cần đa lễ. Đế Lăng đứng thẳng dậy dậy, vung tay lên, nhóm cao thủ của đế tộc canh hai bên trái phải của Diệp Quân, còn ông ta thì đi đến chỗ sau lưng Diệp Quân. Đế tộc. Lúc này, Quân Ngự phía chân trời bỗng bật cười, cất giọng châm chọc, thì ra là đám chó chết chủ quay lại, năm đó đại đế của đế tộc chết, trong đế tộc chỉ còn một đám vô dụng, không ai có thực lực cả, các gia tộc đại đế và tiên tông lớn còn chưa ra tay, đế tộc đã buông bỏ đế binh và sản nghiệp của gia tộc ngay trong đêm, trốn tới một vùng đất xa xôi sống tạm. Đúng là buồn cười. Diệp Quân nhíu mày. Đế Lăng hờ hững nhìn Quân Ngự, năm đó đế tộc ta xuất hiện đại đế. Vạn giới phục tùng, tiên tổ của chúng ta chỉ nhìn về phía quân tộc một cái, quân tộc các ngươi đã như chó nhà có tang, sợ hãi vô cùng,
sợ tiên tổ của chúng ta tiêu diệt các ngươi, nên tộc trưởng của quân tộc các ngươi cả đêm dẫn mấy chục nghìn cao thủ đến đế tộc chúng ta, quỳ trước cửa đế tộc, tỏ vẻ phục tùng, chẳng lẽ quân ngự ngươi quên mất rồi mà. Sắc mặt quân ngự nhất thời trở nên khó coi. Đế Lăng lại nói, tục ngữ có câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trên đời này làm gì có gia tộc nào huy hoàng mãi, ngươi không hiểu đạo lý này à, chẳng lẽ ngươi tu luyện cả đời không có tác dụng gì sao? Láo xược. Quân ngự giận dữ, nâng tay phải muốn đánh Đế Lăng, không trung trên đầu Đế Lăng có một bàn tay khổng lồ đè thẳng xuống, muốn nghiền nát mọi người thành bột. Đế Lăng không hề sợ hãi, ông ta giơ tay đánh ra một quyền, quyền ấn bay lên cao, va chạm với bàn tay to kia, chiêu thức của hai người vừa tiếp xúc đã vỡ vụn, sóng xung kích mạnh mẽ thoáng chốc lan ra khắp xung quanh, khiến thiên địa rung động. Đệ nhất tính chiêu bên dưới bỗng nhiên chắn trước mặt Diệp Quân, cô ta vung tay áo. Sức mạnh điên cuồng tản ra trong thiên địa nhất thời bị quét sạch. Quân ngự nhìn chăm chăm Đế Lăng, trong mắt chứa đựng sát khí vô cùng rõ rệt. Đế Lăng, nếu đế tộc của ngươi muốn bị diệt tộc, thì ta sẽ cho các ngươi được như ý. Giết! Ông ta vừa dứt lời, đám cao thủ quân tộc bên cạnh lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, thời không xung quanh bỗng rung động. Sau đó, những khí thế đáng sợ xuất hiện trong thiên địa, ngay sau đó, cao thủ tộc đệ nhất đồng loạt xuất hiện từ thời không xung. Cao thủ tộc đệ nhất tề tựu. Tất cả cao thủ của tộc đệ nhất đi thẳng tới sau lưng Diệp. Quân và đệ nhất tính chiêu, bảo vệ xung quanh hai người. Thấy cao thủ của tộc đệ nhất, sắc mặt quân ngự thoáng chốc trở nên vô cùng u ám, lúc này ông ta cảm thấy rất căm hận. Dĩ nhiên là hận đế tộc này. Nếu đế tộc không xuất hiện, thì bọn họ sẽ là 3-1, muốn đối phó cũng không quá khó khăn, 3-2 thì khả năng chiến thắng của bọn họ vẫn khá cao, nhưng mẹ kiếp. Đế tộc này vừa xuất hiện đã thiêu đốt linh hồn và cơ thể, rõ ràng là muốn liều mạng. Trận chiến này, dù có thẳng, e rằng cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Ông ta cảm thấy rất khó hiểu, đế tộc này bị điên rồi à? Hèn nhát nhiều năm như thế, sao bỗng nhiên lại trở nên kiên cường rồi? Lúc này sắc mặt của tộc trưởng Tân Hạo cũng hơi khó coi, ông ta không ngờ trong tình thế thẳng chắc lại bỗng có đế tộc xuất hiện. Tông chủ của Đế Kiếm Tông lại trông khá bình tĩnh. Nhưng thi thoảng ông ta vẫn liếc mắt nhìn về phía quân ngự ở cách đó không xa. Lúc này, quân ngự bỗng bật cười, các vị, quên mất một chuyện, sau khi vào bí cảnh, Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu đã qua sông, hơn nữa còn trở về an toàn. Qua sông rồi. Nghe ông ta nói thế, đám người đạo trí trong bóng tối cũng không quá ngạc nhiên, vì sau khi nhóm người Diệp Quân tiến vào di tích Toại Minh, bọn họ cũng đã phải người tiến vào trong. Quân ngự nhìn chằm chằm Diệp Quân. Nói cách khác, chắc chắn bây giờ Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu đã lấy được bảo vật trong di tích Toại Minh, có lẽ mọi người đều biết lúc trước đại đế của tộc đệ nhất tiến vào trong đó xong mới trở thành đế, không chỉ có tộc đệ nhất mà việc thành đế của ổ tông các tông của chúng ta cũng liên quan rất lớn đến di tích Toại Minh. Lúc này, tất cả cao thủ của đế tộc và tiên tông đang có mặt đều thấy động lòng. Thành đế mấy năm qua, bọn họ cũng đã tiến vào di tích Toại Minh, nhưng cũng không dám sang sông, đi sâu vào trong. Vì đi qua đó rồi sẽ không thể trở về. Mà bây giờ, Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu không chỉ có thể đi vào bên trong, còn có thể ra ngoài an toàn. Thật ra bọn họ đến nơi này không chỉ hoàn toàn là để hóng hớt, mà là còn có suy tính riêng. Bên dưới, thấy quân ngự muốn khích tất cả đế tộc và tiên tông nhắm vào mình và Diệp Quân, sắc mặt đệ nhất tính chiêu thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, cô ta đang muốn ra tay thì bị Diệp Quân ngăn lại. Diệp Quân khẽ mỉm cười, bây giờ cô ra tay lại đúng ý bọn họ quá. Đệ nhất tính chiêu im lặng một lát, sau đó lùi sang một bên, mà vị trí đứng của cô ta lại làm như Diệp Quân trở thành người quyết định. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó cười nói, không giấu gì mọi người, ta và tính chiêu cô nương thật sự đã sang sông, cũng đi tới bên kia sông, biết được một vài chuyện bí mật. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân. Dưới ánh nhìn của mọi người. Diệp Quân lại nói, những ai muốn biết thì bước ra ngoài đi. Chẳng mấy chốc, tông chủ đạo trí của đạo tông và cháu trai đạo trần của ông ta bước ra, sau đó là Mục Chăn của nhà họ Mục, bên cạnh ông ta là cô gái xinh đẹp Mục Sóc. Ngoài hai nhà này, tông chủ Thần Ung của Thần Tông, gia chủ Nguyên Trấn của nhà họ Nguyên và tông chủ Trần Việt của Đế Tông cũng vội vàng bước ra. Gia chủ của tất cả gia tộc Đại Đế và tông chủ của tất cả tiên tông ề tựu. Đạo trí kia bước ra. Chắp tay với Diệp Quân, quân đế, hôm nay đạo tông chúng ta đến đây chỉ là vì tò mò chứ không có ý gì khác.
rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn với bên quân tộc. Quân Ngự lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Chí, cũng không nói gì. Ông lão thần ung kia cũng bước ra, ông ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, Quân Đế, thần tông chúng ta cũng giống như Đạo Tông, tới đây chỉ vì tò mò, không phải muốn đánh nhau với ngươi. Ông ta là một người ngay thẳng, nên nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Mục Chăn của nhà họ Mục cũng chậm rãi tiến lên, Quân Đế, nhà họ Mục chúng ta cũng thế. Tông chủ Trần Việt của Đế Tông và tộc trưởng Nguyên Chấn của Nguyên Tộc cũng tiến lên nói chỉ đến đây vì tò mò, không có ác ý. Nghe bọn họ nói xong, Quân Ngự bỗng bật cười, các vị nói không có ác ý, vậy ta muốn hỏi vì sao trước đây các vị lại đồng ý phong ấn Diệp Quân này. Sắc mặt mọi người đều hơi khó coi. Thấy Quân Ngự còn muốn lên tiếng, Diệp Quân đột nhiên cười to, nếu các vị muốn biết chuyện bên kia sông của di tích Toại Minh thì đơn giản thôi, không cần bất cứ điều kiện gì cả, ta có thể nói cho các vị, nhưng ta chỉ nói với Đế Tông, Nguyên Tộc, Đạo Tông, nhà họ Mục, thần tộc. Nghe thấy lời Diệp Quân, mọi người đều ngây người, rõ ràng Diệp Quân này muốn gây chuyện mài. Sắc mặt Quân Ngự và Tân Hạo thoáng chốc trở nên lạnh lão, Quân Ngự dẫn đầu cười khẩy, Diệp Quân, ngươi lại muốn chia rẽ, khiến các tộc các tông nội chiến chứ gì, ngươi nghĩ chiêu trò này có thể thành công à? Diệp Quân cười nói, ông cứ thử hỏi xem họ có đồng ý không? Quân Ngự híp mắt, ông ta còn định nói gì đó, nhưng Đạo Chí kia bỗng cất lời, Quân Ngự tộc trưởng, thế này đi. Chúng A và Diệp công tử nói chuyện riêng, sau khi nói xong, các huynh lại giải quyết ân oán với nhau. Sắc mặt Quân Ngự hơi lạnh lẽo, Đạo Chí tộc trưởng, huynh nói thế là có ý gì? Đạo Chí hờ hững đáp, ý của ta rất đơn giản, chúng ta chỉ nói chuyện với Diệp công tử một lát, chỉ thế thôi. Quân Ngự nhìn chăm chăm Đạo Chí, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Đạo Chí bình tĩnh nói, Quân Ngự tộc trưởng, nếu huynh muốn thế thì chúng ta cũng chỉ có thể nói. Bây giờ chúng ta muốn nói chuyện với Diệp công tử, huynh có gan thì thử ra tay xem. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua tộc trưởng của các gia tộc đại đế và tông chủ của các tiên tông khác. Bọn họ đồng loạt đi tới cạnh Đạo Chí, rõ ràng là đã đạt được ý kiến chung. Thấy cảnh này, sắc mặt Quân Ngự nhất thời trở nên hơi khó coi. Đạo Chí không quan tâm đến ông ta mà mỉm cười nói với Diệp Quân, Diệp công tử, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Diệp Quân gật đầu, được. Đạo Chí nói, mời. Mọi người đi về phía xa, mà sau khi đi mấy bước, Diệp Quân bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nghiêm túc nói với Quân Ngự tộc trưởng, có phải ông cũng muốn biết bí mật của di tích Toại Minh không? Không đợi Quân Ngự lên tiếng, Diệp Quân đã cười nói, ta sẽ không nói với ông. Mọi người, Diệp Quân đang không những giết người mà còn giết cả tâm. Đám người Quân Ngự đều đang nổi. Quân Ngự dẫn đầu càng không nhìn được, hơi thở phun trào, bàn tay lớn siết chặt lại, đang định ra tay thì lại bị Tân Hạo ở bên cạnh cản lại. Tân Hạo nhìn Diệp Quân ở nơi xa, bây giờ nếu ngươi ra tay thì sẽ đắc tội với toàn bộ đế tộc và tiên tông. Sắc mặt Quân Ngự cực kỳ khó coi, như vừa bị ai tát vào mặt. Tân Hạo trầm giọng nói, hắn chỉ đang cố ý nói khích ngươi thôi, đừng để ý lời của hắn. Quân Ngự gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Quân, chắc chắn hẳn đã thỏa thuận gì đấy với tộc trưởng tộc đệ nhất. Tân Hạo cười nói, người yên tâm, nhóm Đạo Chí không dễ bị dao động như vậy đâu, nếu hắn không có gì thì chắc chắn nhóm Đạo Chí sẽ không bỏ qua, hơn nữa hẳn rất biết cách châm lửa, dù sao sự hấp dẫn thành đế thật sự quá lớn, không phải chỉ cần hắn nói dăm ba câu là có thể hù dọa được bọn họ. Quân Ngự không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào nhóm Diệp Quân ở phía xa. Diệp Quân ở bên kia nhiên quay đầu nhìn Đế Lăng vừa thiêu đốt thân thể và linh hồn, ông đến dây đi. Nghe vậy, Đế Lăng vội vã đi sang. Diệp Quân lại quay sang nói với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô giúp ta canh chừng bọn họ. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, được. Diệp Quân dẫn mọi người đi về phía xa, bên cạnh hắn còn có nhóm Đạo Chí và Đế Lăng im lặng đi theo, hơn nữa tất cả mọi người đều theo sau hắn một bước. Bọn họ không phải là đám Quân Ngự. Cho dù người trước mặt không có tu vi, nhưng người cần được tôn kính thì họ vẫn sẽ tôn kính. Trong này Đế Lăng là nổi bật nhất, dù sao ông ta còn đốt cả thân thể cùng linh hồn của mình. Diệp Quân đột nhiên nói, ta đã lấy được một bí mật ở trong di tích Toại Minh, đó là bí mật làm sao có thể thành đế. Nhóm Đạo Chí đều nhìn Diệp Quân với vẻ không thể tin nổi. Đế Lăng cũng ngạc nhiên không thôi. Diệp Quân xòe bàn tay ra, một luồng đế nguyên xuất hiện trong bàn tay hẳn.
hẳn cười nói, đây chính là bí mật để thành đế. Đế Nguyên. Lúc này, gia chủ Mục Chân của nhà họ Mục đột nhiên run giọng nói. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Mục Chân, hơi ngạc nhiên, ông biết à? Mục Chân run giọng nói, lúc trước tổ tiên có từng ghi chép, đó là thứ then chốt để thành đế, thuộc về đại điện đồng đen ở dưới lòng đất, nhưng tổ tiên đã hạ tử lệnh rằng bất kỳ ai cũng không được phép đi vào đại điện đồng đen ấy. Lúc nói chuyện, hai mắt ông ta nhìn chăm chăm vào luồng đế nguyên trong tay Diệp Quân, trong ánh mắt không thể che giấu nổi sự tham lam. Mục Khoản ở bên cạnh nhắc nhở ông ta rất nhiều lần, nhưng không hề hữu dụng. Thành đế đấy. Mục Chân nắm chặt hai tay lại, đã muốn động thủ cướp. Đồ, mà những người còn lại cũng giống ông ta, bởi vì sau khi đế nguyên xuất hiện, bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng bên trong nó chứa đựng một luồng năng lượng bọn họ chưa từng thấy. Trực giác nói cho bọn họ biết, nếu họ có vật ấy thì rất có cơ hội trở thành đế. Bỗng chốc, bầu không khí xung quanh chợt trở nên ngưng động. Sát ý vô hình tràn ngập khắp nơi. Ở đây chỉ có ba người tỉnh táo nhất, một trong số đó là Đế Lăng, tuy tim ông ta cũng đang đập rất nhanh, nhưng ông A vẫn cúi đầu đứng vô cùng cung kính. Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, Diệp Thiếu là trời. Còn hai người tỉnh táo còn lại chính là Đạo Trần và Mục Khoản. Bởi vì bọn họ cho rằng với thực lực của bản thân bây giờ, cho dù có lấy được luồng đế nguyên này thì bọn họ cũng không thể thành đế được. Mà Diệp Quân vẫn chậm rãi bước đi như cũ, như thể không cảm nhận được sát ý của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Trần và Mục Khoản đều ngạc nhiên, thầm nghĩ không ổn, quân đế chắc chắn cố ý lấy thứ này ra để thử lòng người. Nghĩ đến đây, Mục Khoản và Đạo Trần gần như cùng lúc ra sức kéo tay tộc trưởng của mình, truyền âm bằng huyền khí nhắc nhở bọn họ. Mà sau khi được bọn họ nhắc nhở, Đạo Chí và Mục Chân mới tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt của bọn họ chuyển từ luồng đế nguyên kia lên người Diệp Quân, khi thấy Diệp Quân đang dửng dưng như thể không phát hiện ra điều gì, trong lòng họ lập tức cả kinh, mồ hôi lạnh chảy xuống. Quân đế cố ý lấy luồng đế nguyên này ra để làm gì? Nghĩ thôi cũng thấy sợ, mà đám người thần ung tuy đang cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn nhìn chăm chăm vào luồng đế nguyên trong tay Diệp Quân. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên đưa luồng đế nguyên đến trước mặt Đế Lăng, tộc trưởng Đế Lăng, cái này cho ông. Tất cả mọi người lập tức thấy bối rối. Đế Lăng cũng khó tin nhìn Diệp Quân, chuyện này. Diệp Thiếu, ta. Diệp Quân đưa thẳng lồng đế nguyên vào tay ông ta, nhận đi. Bộp. Đế Lăng đột nhiên quỳ bịch xuống dưới đất, nước mắt rơi lã chã, đa tạ Diệp Thiếu. Ông ta kích động như thế không hề là diễn trò, mà thật sự là từ tận đáy lòng. Đế nguyên đấy. Chuyện này cứ như ở dưới trần thế, một người bình thường bỗng một ngày đẹp trời nhận một người làm anh trai, sau đó họ đỡ giúp người anh đó một đao, cuối cùng người anh đó cho họ một tấm thẻ, bảo rằng bên trong có 100 triệu, em cứ tiêu xài tùy ý. Sao ông ta có thể không cảm động cho được chứ? Nhận được lợi ích vượt ngoài mong đợi như vậy, ai rồi cũng phải cảm động thôi. Mà những người còn lại khi thấy cảnh này cũng đều ngây ra như phỗng. Cứ cho như vậy hả? Thần vật tầm cỡ đế nguyên mà cho dễ dàng như vậy sao? Diệp Quân nâng Đế Lăng dậy, sau đó nhìn về phía nhóm người Đạo Chí, cười nói, chư vị, đây là bí mật lớn nhất của di tích Toại Minh, ta đã nói xong rồi, chư vị có thể rời đi. Nói xong, hắn dẫn theo Đế Lăng xoay người định rời đi. Quân đế! Lúc này Đạo Chí đột nhiên lên tiếng. Diệp Quân nhìn về phía Đạo Chí. Đạo Chí do dự một lúc rồi nói, quân đế còn đế nguyên không? Diệp Quân gật đầu, còn chứ? Vẫn còn. Đám người Đạo Chí như mở cờ trong bụng, Đạo Chí quay sang thi lễ với Diệp Quân, quân đế, không biết ngài có thể ban thưởng cho chúng ta một tia nguyên đế được không? Chúng ta? Không được đâu. Diệp Quân thẳng thừng từ chối khiến Đạo Chí rất ngạc nhiên. Diệp Quân cười nói, đế nguyên rất quý giá, sao có thể tùy tiện cho được, ông nói đúng không? Sắc mặt Đạo Chí có chút khó coi. Diệp Quân lại nói, thật không dám giấu gì, ta chỉ còn lại đúng một luồng đế nguyên, nếu chư vị muốn cướp thì bây giờ có thể ra tay. Cướp! Mọi người im lặng không nói gì. Tất nhiên bọn họ muốn cướp, thế nhưng quân đế trước. Mắt này lại quá rửng rưng. Dáng vẻ đó của hẳn như đang nói, các ngươi tới cướp nhanh đi, nhanh nhanh lên. Ai mà dám cướp? Lúc này, Đạo Chí đột nhiên căn răng một cái, cung kính thi. Lễ với Diệp Quân, quân đế, nhà họ Đạo chúng ta nguyện ý đi theo quân đế. Diệp Quân chỉ lắc đầu, không cần.
Nói xong, Hàn Dẫn Đế Lăng xoay người rời đi. Đạo Chí thấy thế cũng bối rối. Ông ta nghĩ rằng sở dĩ Diệp Quân làm như thế chẳng qua là vì muốn thu phục các gia tộc Đại Đế và Tiên Tông bọn họ, nhưng Diệp Quân lại dứt khoát từ chối. Đây là trò gì nữa vậy? Diệp Quân ở đằng xa quay sang nhìn Đế Lăng đang vô. Cùng đề phòng xung quanh, Hàn cười nói, đừng lo, bọn họ không có gan động thủ đâu. Đế Lăng do dự một chốc rồi n lẹp thiếu, sức hấp dẫn của đế nguyên quá lớn, bọn họ có thể chó cùng rứt dậu. Diệp Quân bình tĩnh nói, vậy thì càng tốt. Đế Lăng liếc mắt nhìn Diệp Quân, Diệp thiếu cố ý lấy đế nguyên ra để hấp dẫn bọn họ à? Diệp Quân gật đầu. Đế Lăng hơi nghỉ hoặc, đạo tông kia đã ngỏ ý thần phục, tại sao? Diệp Quân cười nói, ông ta muốn đế nguyên chứ không phải muốn thần phục ta. Đế Lăng càng thêm ngạc nhiên, vậy tại sao Diệp thiếu còn muốn lấy đế nguyên ra hấp dẫn bọn họ? Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta muốn cho họ xem thôi chứ đâu có muốn cho họ. Nói đơn giản là một người đàn ông có tiền nhưng không muốn cho phụ nữ tiêu, chỉ cho nàng nhìn thôi. Ông cứ cho nàng nhìn mà không cho nàng dùng thì trong lòng nàng càng thêm ngứa ngáy khó chịu, mà càng như vậy thì nàng sẽ càng muốn kề cận ông, lấy lòng ông, thậm chí còn chủ động tiêu tiền vì ông nữa. Ngoài ra, còn tìm cách để câu dẫn, thử đủ mọi tư thế, à thôi nói xa quá rồi. Nói xong, hắn bước nhanh về phía trước. Đế Lăng đứng tại chỗ nhìn Diệp Quân đang bước đi, da đầu thấy hơi tê dại, Diệp thiếu này rốt cuộc là con cái nhà ai? Sao mà tâm cơ đến thế? Ông ta cũng vội vàng đi theo. Sắc mặt của đám người đạo chí lúc này đã vô cùng khó coi, chi bằng. Lúc này, tông chủ đạo trần của đế tông đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ông ta lập lòe, sát ý đã nổi lên. Thần Ung lạnh nhạt hỏi, ông lên trước, đạo trần cau mày lại. Thần Ung nhìn về phía xa xa, sao hắn lại dám lấy đế nguyên ra? Có lẽ là ha chẳng hề sợ chúng ta. Đạo chí bỗng nói, hoặc có lẽ là hắn thậm chí đang cố ý dụ chúng ta ra tay trước. Mọi người đều thầm phát hoảng. Đạo chí lắc đầu, hắn cho chúng ta ba con đường, một là chúng ta cứ ngồi yên bàng quan, hai bên không ai giúp ai, hẳn cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Hai là để chúng ta ra tay trước, ba là để chúng ta học hỏi đế tộc. Hẳn tặng đế nguyên cho đế tộc ngay trước mắt mọi người cũng chính là đang thông báo cho chúng ta biết rằng phải làm như thế nào mới được hẳn coi trọng. Nghe thế, sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi. Đế tộc làm thế nào? Con mẹ nó! Đế tộc vừa đến đã đốt hồn toàn tộc. Sự tận tụy và thần phục của người ta không phải là trò bịp, mà là thật sự dốc lòng dốc dạ, cả tộc đều phục tùng hẳn, đến là tử chiến. Bọn họ có thể làm được không? Đạo chí nhìn phía xa, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, nói là ba con đường, nhưng thật ra chỉ có một đường là dành cho chúng ta, bởi vì hắn đã cho đế tộc luồng đế nguyên đó, nếu đế tộc thật sự xuất hiện đại đế thì khi đó chúng ta vẫn phải thần phục họ. Bây giờ thần phục hay đến lúc đó mới thần phục thì có gì khác nhau? Còn ra tay cướp đồ à? Hắn đã dám nói vậy thì cũng đủ chứng minh hẳn căn bản không hề sợ chúng ta ra tay, thậm chí còn mong chúng ta tấn công nhanh nhanh. Thần Ung đột nhiên trầm giọng nói, vậy ban nãy ngươi đã tỏ ý sẽ thần phục hẳn, tại sao hẳn lại không đồng ý? Đạo chí bình tĩnh nói, bởi vì hắn biết rằng chúng ta chỉ vì muốn có đế nguyên mà thôi. Trước hết phải được hẳn công nhận đã, còn làm thế nào thì phải xem chúng ta biểu hiện ra sao, nói đơn giản là hẳn muốn chúng ta vào nề nếp. Nghe thế, trong lòng mọi người đều ngơ ngác, quân đế này hơi quá rồi đó nhé. Đầu óc cỡ này, tâm kế cỡ này. Khủng bố. Đạo chí đột nhiên nói, chư vị, đây không phải chuyện nhỏ, mọi người nên trở về thương lượng với các trưởng lão. Trong tộc trước. Nói xong, ông ta dẫn theo đạo trần rời đi. Mọi người đều gật đầu, việc này phải nên mở họp thảo. Luận trước, không dễ quyết định vội vàng được. Nhưng đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên xuất hiện một hơi thở mạnh mẽ, đám người thần ung đều ngẩng ra, bọn họ lập tức tái mặt khiếp sợ, cường giả đạo tông đến từ lúc nào vậy? Đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên truyền đến giọng nói như sấm rền của đạo chí, hôm nay ai dám động đến Diệp thiếu, đạo tông ta sẽ quyết tử chiến đến cùng. Đốt hồn đi, mẹ nó đốt hồn hết cho ta. Tất cả cường giả đạo tông cùng nhau thiêu đốt thân thể cùng linh hồn. Đám người thần ung trợn tròn hai mắt, mồm há hốc không thể tin được. Mẹ nó chứ, ngươi chơi chiêu này luôn à. Việc đạo tông đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người thần ung phải sang chấn. Ngay cả nhóm quân ngự cũng ngớ ra,
sao đạo tông này tự dưng nổi điên vậy? Đạo chí dẫn đầu không thèm nhìn bọn họ mà chỉ bước nhanh đến trước mặt Diệp Quân, ông ta cung kính hành lễ một cái, quân đế, đạo tông ta từ khi đại đế ngã xuống, chỉ biết ngơ ngác sống qua ngày tháng, đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng gặp được minh quân của mình. Nếu quân đế không chê, tông phái của ta nguyện cống hiến cho quân đế, nguyện vì quân đế dốc hết sức lực sinh mạng, quỳ. Nói rồi ông ta còn chủ động quỳ xuống trước, các cường. Giả đạo tông để cả kinh, bọn họ không ngờ đạo chí lại đột ngột làm thế, nhưng khi thấy cả đạo chí và đạo trần đều đã quỳ xuống, bọn họ cũng đua nhau vội vàng hạ người quỳ gối. Đạo chí cúi đầu, tâm trạng dập dềnh như thủy triều dâng nước, ông ta biết quân đế trước mắt này hẳn đã tính kế toàn bộ vũ trụ thập hoang rồi, nếu không đối phương đã không. Làm nhiều việc như vậy, chỉ từ vài chi tiết cũng có thể thấy được, thứ nhất, sở dĩ quân đế dám lấy ra đế nguyên ra có nghĩa là đối phương hoàn toàn chắc chắn rằng, nếu bọn họ dám ra tay thì sẽ tận diệt toàn tộc người đó. Không ra tay, vậy thì vĩnh viễn không còn liên quan gì đến đế nguyên nữa, hơn nữa sau này khi quân đế khôi phục thực lực, hoặc là vị quân đế này đã sớm khôi phục lại thực lực, chuyện này ông ta không dám nói chắc, nhưng theo phân tích của ông ta thì hư hồn của mấy vị đại đế làm sao có thể phong ấn được một vị đại đế chân chính. Làm gì có chuyện hoang đường đó. Nói đơn giản hơn là, một là bây giờ quỳ, hai là sau này. Cũng phải quỳ. Khác nhau ở chỗ nếu bây giờ quỳ thì vẫn còn có chỗ tốt, còn sau này mới quỳ thì chưa chắc đã quỳ được. Đây là một cuộc thử nghiệm. Cũng là cơ hội cho các gia tộc đại đế cùng tiên tông bọn họ, còn có thể nắm được hay không thì phải tự xem bản thân bọn họ thôi. Đạo chí nhìn rõ được điều này. Mà những gia tộc đại đế cùng tiên tông xung quanh lại thấy nghỉ hoặc, thấp hèn như vậy à? Vẻ mặt mọi người đều có chút kỳ lạ. Nhất là đám người Thần Ung và Mục Chăn, ai cũng lộ vẻ khó hiểu, cho dù có thần phục thì cũng không thể thấp kém như vậy được chứ. Dù gì cũng là một gia tộc đại đế mà. Mục Khoản đứng cạnh Mục Chăn khế nói cha, bây giờ chúng ta vẫn còn kịp, con đã thông báo với người trong tộc rồi. Mục Chăn xua tay một cái, sắc mặt lạnh lùng, không thể. Nhà họ Mục chúng ta dù gì cũng là gia tộc đại đế, sao có thể không có cốt khí như vậy được? Mục Khoản khẽ thở dài, không thể làm gì khác. Cách đó không xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu đưa mắt nhìn chăm chăm Diệp Quân. Đế Lăng cũng nhìn Diệp Quân, ông ta đã tâm phục khẩu phục, nếu Diệp Quân cho đạo tông một luồng đế nguyên trước thì đạo tông tuyệt đối liều mạng được như. Vậy, càng dễ dàng có được thì càng không quý trọng. Mà bây giờ đạo tông muốn có đế nguyên thì nhất định phải liều mình thể hiện bản thân. Mà chuyện này cũng khiến ông ta hiểu rõ rằng, tuyệt đối không được chơi trò tính kế, tâm cơ trước mặt Diệp Quân. Diệp Thiếu này quả thực đáng sợ. Đối mặt với Diệp Thiếu, họ chỉ có thể nghe lời, dốc sức. Phục tùng là được. Diệp Quân nhìn đạo chí ở trước mắt, một lát sau hắn cười nói, tông chủ đạo chí, vũ trụ rộng lớn, tương lai chúng ta cùng đồng hành. Đạo chí mừng như điên trong lòng. Vội vàng dập đầu một cái. Ha ha! Đúng lúc này, quân ngự ở phía chân trời đột nhiên cười ha hả, buồn cười, thực sự là buồn cười, không ngờ rằng đạo tông lại là hạng như thế. Đạo chí, nếu tổ tiên đạo tông của ngươi biết hôm nay đạo tông phải hèn mọn, húm núm như vậy thì không chừng sẽ tức chết thêm lần nữa. Đạo chí chậm rãi đứng lên, ông ta liếc nhìn đám người quân ngự, lũ nhãi danh các ngươi không có đầu óc. Quân ngự gắn giọng nói, người giả vờ giả vịt cái gì nữa. Ba đấu ba chúng ta vẫn có phần thẳng, giết. Ông ta biết bây giờ mình đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Lúc này, tông chủ đế kiếm tông công xong đột nhiên rút kiếm ra, sau đó gào lên, giết. Nói xong, ông ta lập tức đâm một chiêu kiếm về phía cường giả nhà họ quân, cường giả kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đâm thủng cơ thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ra như phỗng. Tông chủ đế kiếm tông đột nhiên gào lên. Giết, giết, bảo vệ quân đết mẹ kiếp. Rốt cục cũng đến phiên ông ta biểu diễn. Vừa dứt lời, cường giả đế kiếm tông ở xung quanh dồn dập lao đến chém giết các cường giả của nhà họ quân. Đám cường giả kia không ngờ đế kiếm tông đột nhiên làm phản, không kịp đề phòng đã bị chém giết chết mất hơn trăm cường giả đỉnh cao. Công xong, công xong. Quân ngự gào thét, hai mắt đỏ ngầu, ngươi làm gì thế, ngươi điên à? Công cái đầu nhà ngươi. Công xong kia cả giận nói, ông đây chính là đế binh, yểm nhật, đám trộm cắp các ngươi muốn mưu hại đại đế à? Đúng là điếc không sợ súng, giết. Đế binh yểm nhật.
Nghe Công Song nói thế, tất cả mọi người đều ngơ ngác, sao chuyện lại thành ra như này rồi? Ở phía dưới, đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cô ta nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay có hơi run. Lúc này cô ta mới hiểu được tại sao lúc trước Diệp Quân lại giao thanh đế binh kia ra. Thì ra đế binh cũng đã sớm thần phục hẳn, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút mờ mịt. Đế Kiếm Tông đột nhiên phản bội làm mọi người chấn kinh, mà các cường giả của quân tộc cũng nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu đại chiến với cường giả Đế Kiếm Tông, còn Tân Hạo kia khi thấy tình hình không ổn thì đã hoảng sợ hô lên, rút lui, rút y y. Nói rồi, ông ta dẫn theo một đám cường giả nhà họ Tân xoay người bỏ chạy. Bây giờ mà liều mạng thì chẳng có ích gì, bởi vì căn bản họ không đánh thăng lại được. Giết! Lúc này Đế Lăng cũng dẫn cường giả đế tộc vào tới. Cường giả của tộc đệ nhất đã được đệ nhất Tĩnh Chiêu ra hiệu xuất chiến, đạo lăng của đạo tông thấy thế cũng dẫn theo một nhóm cường giả vọt lên. Dưới sự vây công của mọi người, quân tộc lập tức binh bại như núi đổ, cho dù là quân ngự cũng suýt nữa đã bị đánh chết. Hoàn toàn áp đảo. Đúng lúc này, quân ngự đột nhiên xòe tay ra, một miếng ngọc bội cổ xưa bay lên từ trong tay ông ta, thoáng chốc, một luồng hơi thở đáng sợ đã bao trùm lấy đất trời nơi này. Hơi thở của đại đế. Phía chân trời, một bóng người dần ngưng tụ lại, đó là đế quân đại đế tổ tiên của nhà họ Quân. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn bóng người kia, lông mày cũng cau lại. Đế quân là người từng thống trị toàn bộ thập hoang. Nhưng nhóm đạo chí và đế lăng cũng không quá sợ hãi, quân tộc có hồn tổ tiên thì bọn họ cũng có. Hơn nữa bọn họ còn nhiều người hơn, tổ tiên gộp lại cũng nhiều hơn nhà họ Quân. Sau khi đế quân kia xuất hiện, ông ta chậm rãi nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Quân. Tổ tiên, quân ngự cùng một vài cường giả quân tộc còn sót lại vội vàng quỳ xuống. Quân đế không có để ý đến đám người quân ngự, ông ta chỉ nhìn Diệp Quân, không biết quân đế có thể trừ lại cho. Quân tộc ta một mạng. Diệp Quân lắc đầu, không được. Đế quân nhìn hẳn, 60 tỷ năm thập hoang chỉ có mười mấy vị đại đế. Không một người nào sau khi phong đế lại đi tàn sát gia tộc đại đế. Nếu hôm nay quân đế mở ra tiền lệ này, nếu hậu nhân có ai thành đế, quân đế không sợ gia tộc của mình cũng bị tàn sát. Diệp Quân cười nói thật thì đúng là không sợ. Giết hẳn thì hẳn còn hơi sợ, chứ giết nhà hăn hả. Hắn vỗ tay một cái, một tiếng bộp vang lên, khiến đế quân phải nhíu mày. Diệp Quân cười nói, ta cũng là người không thích phá vỡ quy tắc. Nếu đế quân muốn nói đạo lý thì để ta tiếp chuyện. Thứ nhất, ta vừa thành đế, đế quân đây đã cùng người khác liên thủ nhằm vào ta, theo ta biết, ta với quân tộc không thù không oán đúng không? Thứ hai, sau khi ta đến thập hoang, hậu nhân của đế quân luôn làm càn, hô hoán người người kéo đến đánh chết ta, nếu là ông sẽ làm gì? Đế quân quay đầu nhìn về phía quân ngự, sắc mặt quân ngự có chút khó coi. Đế quân trầm mặc một lát. Ông ta nhìn về phía Diệp Quân, quân đế, là nhà họ Quân có chỗ không phải, nếu quân đế bằng lòng thả cho nhà họ Quân một con đường, coi như ta nợ quân đế một ân tình. Ông ta đã định rõ thế cục hiện nay, hôm nay sống chết của nhà họ Quân chỉ dựa vào một câu nói của quân đế. Lúc này, ông ta đương nhiên không ngu đến mức đi nói mấy lời đe dọa ồ. Nhưng Diệp Quân vẫn lắc đầu, không được. Đế quân khẽ nhíu mày, nhưng rồi ông ta cũng hiểu được. Hắn đang lập uy. Quân đế trước mắt đang lấy nhà họ Quân ra để lập uy. Đế quân đột nhiên biến mất, trong thoáng chốc, một hơi thở đang sợ đã ập về phía Diệp Quân. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hôm nay nhà họ Quân muốn sống thì chỉ có thể khống chế được Diệp Quân đang không còn tu vi này mới thương lượng được. Ông ta chỉ có một lần ra tay, bởi vì một khi tộc đệ nhất, đế tộc và đạo tông gọi tổ tiên thì ông ta sẽ không còn cơ hội. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng đế quân lại ra tay. Dứt khoát như thế, ngay nháy mắt khi đế quân xuất thủ đó, đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức kéo Diệp Quân về phía sau, trong mắt cô ta ánh lên một tia hung dữ, thân thể và linh hồn cùng lúc bốc cháy, bởi vì cô ta biết rất rõ, dù cô ta là chuẩn đế thì cũng không phải là đối thủ của một vị đại đế chân chính, cho dù đối phương chỉ còn là một tia thần hồn. Dưới đại đế, tất cả chỉ là sâu bọ, câu nói đó không phải là chuyện đùa. Nhưng đúng lúc này, cô và Diệp Quân đã xuất hiện trong một vùng thời không biết tên rất quỷ dị. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hoảng hốt trong lòng, đế vực.
Đây là khu vực mà Đại Đế tự mình mở ra, trong khu vực này chỉ có đại đạo và pháp tắc của chính Đại Đế đó, ở đây họ có thể áp chế mọi đối thủ, chiếm hết mọi tiên cơ. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên siết chặt tay phải lại, đang định vung lên thì đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang, một khắc sau, đế quân ở phía xa xa đã bị một luồng kiếm quang xuyên thẳng qua giữa trán. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu kinh ngạc đứng sững tại chỗ, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã lấy lại tinh thần, quay sang nhìn về phía Diệp Quân, ngươi. Ngươi khôi phục tu vi rồi à? Diệp Quân khẽ mỉm cười, đâu có. Nói rồi, hắn mở tay ra, kiếm hành đạo bay trở về tay hẳn. Mà thần hồn của đế quân đang tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đế quân nhìn thanh kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, ông ta có chút không hiểu, làm sao có thể. Diệp Quân còn chưa ra tay, thứ giết chết ông ta chính là thanh kiếm đó. Ban đầu ông ta cũng đã nhìn thấy kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, nhưng ông ta không hề để ý, bởi vì thanh kiếm đó không phải kiếm đại đế, hơn nữa ông ta còn không cảm nhận được khí tức của thanh kiếm ấy, nó giống hệt Diệp Quân, không có cảnh giới, không có cấp bậc. Mà lúc này ông ta mới hiểu được, thanh kiếm đó đã vượt khỏi nhận thức của một sợi thần hồn như ông tan. Đế quân cuối cùng vẫn không thể tin được nhìn Diệp Quân, nhưng chẳng mấy chốc, ông ta đã tan biến. Đế vực xung quanh lập tức sụp đổ, Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đang nhìn hắn với ánh mắt như thấy quỷ, hắn chỉ cười hỏi cô nhìn gì đó. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hồi thần lại, thanh kiếm của ngươi là kiếm đại đế à? Diệp Quân lắc đầu, không phải. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nghỉ hoặc, chỉ thấy Diệp Quân nghiêm mặt nói, chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi, có điều kiếm mạnh là vì người, bởi vậy trong tay ta, nó chính là thần kiếm còn tuyệt thế hơn cả đại đế. Thấy Diệp Quân nói toàn lời mê sảng, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Người đàn ông này, nhiều lúc rất chín chắn, cho người ta cảm giác như quái vật sống mấy ngàn năm, có thể hiểu rõ hết thảy, đứng trước mặt hắn, như không mặc đồ ấy, nhưng rất nhiều lúc, lại như một thiếu niên, hi hi ha ha, chả giống đại đế tí nào. Rốt cuộc đâu mới là hẳn, lúc này, đế vực đã bị phá hủy. Lúc thấy Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu xuất hiện bình yên vô sự. Đám người đế lăng đều thở ra một hơi, còn sắc mặt Quân Ngự thì lập tức chẳng bệch, ông ta quỳ, phập, xuống, quân đế, nhà họ Quân ta bằng lòng đầu hàng, xin quân đế cho nhà họ Quân ta một cơ hội, nhà họ Quân ta. Diệp Quân bình tĩnh nói, đưa tất cả cường giả của nhà họ Quân tới đây, giết hết đi. Giết hết. Mọi người đều ngơ ngác, nhưng chẳng mấy chốc, đám người đế lăng đều xông về phía đám cường giả của nhà họ Quân. Diệp Quân. Quân Ngự đột nhiên hét. Ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi đâu, ta nhân danh thiên đạo nguyền rủa ngươi, chín đời nhà ngươi sẽ diệt vong. Chín đời nhà ngươi sẽ diệt vong ngồ. Đột nhiên, một cột sấm sét rơi thẳng xuống, nổ Quân Ngự thành bột mịn. Mọi người. Diệp Quân nhìn đống bột mịn, bình tĩnh nói, chín đời, ta yếu nhất, có kinh ngạc không, có bất ngờ không? Quân Ngự. Chẳng mấy chốc, tất cả cường giả nhà họ Quân tại hiện trường bị tàn sát gần như không còn gì. Đế Lăng cầm một chiếc nhẫn không gian kính cẩn đưa tới trước mặt Diệp Quân, cậu Quân. Diệp Quân nhìn số nhãn không gian kia, chia với mọi người đi. Đế Lăng hơi do dự, sau đó nói, được. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, phái người đi tiếp quản mọi tài sản của nhà họ Quân, nếu có chống đối, thì giết tại chỗ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn ông già bên cạnh, mau đi. Ông già kính cẩn hành lễ. Sau đó lùi ra, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đuổi theo Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên nói, Đế Lăng, Yểm Nhật, Đạo Chí, các người theo ta. Ba người biết Diệp Quân có dặn dò, vội đi theo. Diệp Quân tìm một hòn đá ngồi xuống, ba người Đế Lăng kính cẩn hành lễ, Diệp Quân cười nói, ngồi cả đi. Diệp Quân đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ khổng lồ, hẳn trải tấm bản đồ ra, mọi người nhìn, phát hiện đây chính là bản đồ của thời đại đế giả và vũ trụ thập hoang. Thấy Diệp Quân lấy tấm bản đồ này ra, mọi người đều có chút nghi hoặc. Diệp Quân nhìn mọi người, các vị, bây giờ thập hoang. Đã bắt phát triển được bao nhiêu năm rồi? Đế Lăng kính cẩn nói, bẩm quân đế, đã được 60 tỷ năm rồi. Diệp Quân gật đầu, trước đây ta từng xem bộ lịch sử cổ đại do đại đế nhà họ Mục biên soạn, có chút hiểu biết với thập hoang, qua 60 tỷ năm phát triển, thật ra tài nguyên của vũ trụ này đã sắp cạn kiệt, đặc biệt là đế nguyên. Bây giờ hiếm lắm mới phát hiện được đế nguyên mới, đúng không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, đúng. Diệp Quân cười nói, không.
không chỉ hiếm khi phát hiện đế nguyên mới, thật ra tới đế nguyên vốn có cũng đang từ từ suy kiệt, phải không? Đạo Chí trầm giọng nói, phải. Diệp Quân nhẹ giọng nói, vì sao mấy đời nhà họ Quân bọn họ lại tùy tiện ra tay như vậy? Ngoài lòng tham gia, thật ra còn có một nguyên nhân, đó chính là phát hiện tài nguyên hiện tại càng ngày càng ít, bọn họ muốn có được nhiều tài nguyên hơn. Các vị, thứ ta nói thẳng, những năm nay vũ trụ thập hoang do các gia tộc đại đế lớn nhà mọi người và các tiên tông lớn thống trị, đa phần tài nguyên đã bị mọi người tiêu hao, cứ tiếp tục như vậy, cục diện yên ổn này sẽ bị phá hủy, chúng ta sẽ bước vào cuộc nội loạn vô tận, hai bên đều tổn thất, cuối cùng sẽ diệt vong cả. Mọi người im lặng, thật ra, đâu phải bọn họ không hiểu. Bây giờ các gia tộc đại đế lớn và tiên tông đều đang tìm sự ổn định, nhưng chỉ là bề ngoài, sau lưng đều đang vạch kế hoạch, mưu tính xem tổ tiên nhà ai sắp bước vào thời kỳ suy yếu. Một khi bước vào thời kỳ suy yếu, thì quần chúng cùng tấn công, tiêu diệt hoàn toàn, phân chia địa bàn, chiếm đoạt gia sản. Có thể nói, nếu lần này không có lời Diệp Quân nói, nhà đệ nhất ắt sẽ diệt vong, vì mọi người đều đã nhắm vào bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao trước đây đệ nhất Tĩnh Chiêu phải chọn cách thẳng trong bất ngờ. Đế Lăng bỗng nói, ý cậu Diệp là. Diệp Quân nhìn tấm bản đồ, đi ra khỏi thập hoang. Mọi người đều ngơ ngác. Diệp Quân nhìn mọi người, bây giờ thập hoang đã không còn đế nguyên, muốn có đế nguyên, chỉ có thể dựa vào sự bố thí của người khác. Hơn nữa, dù thành đại đế, cuối cùng cũng phải bán mạng vì người khác. Quan trọng nhất là, một khi tài nguyên của thập hoang cạn kiệt hoàn toàn, không còn yêu nghiệt vô song xuất hiện nữa, lúc đó, thập hoang nhất định sẽ bị người khác vứt bỏ, tới khi ấy, cần thay đổi nữa, e là cũng không kịp nữa. Nói rồi, hẳn nói ra chuyện ở di tích Toại Minh. Sau khi nghe hết lời Diệp Quân nói, đám người Đạo Chí đều chìm vào im lặng, trong lòng như rời sông lấp biển, bọn họ không ngờ những đại đế của thập hoang đều làm như vậy. Hơn nữa, thì ra đường lên đã bị chặn từ lâu rồi. Diệp Quân lại nói, đương nhiên, trước mắt bước đầu tiên chúng ta phải làm đó là thống nhất thập hoang, đoàn kết cả thập hoang lại thành một. Đạo Chí hơi do dự, sau đó nói, e là đám người nhà họ Mục vẫn còn chờ may đấy. Diệp Quân chưa mở miệng, đệ nhất Tĩnh Chiêu ở một bên bỗng nói, vậy thì diệt luôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.